Hộ Hoa Cao Thủ tại Đô thị, Hạ Thiên. Tập 140. Không thể nào, người áo đen cố gắng vận chân khí chữa lành thương thế trên người, bổn tông tu hành trên trăm năm, tạng phủ đã sớm cứng như kim cương, tại sao lại không chịu được một quyền bình thường này của ngươi chứ? Hạ Thiên mỉm cười đáp, hoặc do công pháp của ngươi quá rác rưởi, hoặc chính bản thân của ngươi quá rác rưởi. Tuy nhiên Ngươi tiếp được một quyền này của ta mà không bị nổ tung ngay tại chỗ, nói rõ ngươi vẫn có chút bản lãnh, không thể nói là rác rưởi, chỉ có thế nói ngươi chẳng phải rác rưởi trong rất nhiều rác rưởi. Thạch Thuần gãi đầu, anh rể, ngươi nói thì nghe hay lắm, nhưng nó có ý gì vậy? Hạ Thiên nhếch miệng, miễn cứng cũng có thể được xem là rác, có thể mang về tái chế, nhưng cũng là rác mà thôi. Thạch Thuần bó tay, ờ, vậy tiếp theo ta phải quét sạch rác rồi. Hạ Thiên nắm tay sông về phía người áo đen. Hạ Thiên, người khoan ra tay đã, người hãy nghe ta nói. Người áo đen cảm nhận được sự kinh khủng của Hạ Thiên, đành phải thuyết phục, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đều xuất thân từ tiêu gia, không cần thiết phải giết chóc lẫn nhau. Cái mà ta cầu chỉ là trường sinh bất tử, phi thăng tiên giới. Còn ngươi theo đuổi chẳng qua chỉ là mỹ nhân tuyệt thế, còn có nghịch thiên bát châm. Giữa chúng ta không hề xung đột về lợi ích, tại sao lại đến mức ngươi chết ta sống chứ nếu chúng ta liều cá chết lưới rách đối với ngươi cũng chẳng có chỗ tốt gì đúng hay không ngươi nói không đúng rồi hạ thiên chỉnh lại người chết cũng chỉ có ngươi làm sao có chuyện là ta được những người khác có thể chết nhưng ta có thể cứu sống bọn họ cho nên cũng không thể xem là chết đến lúc này rồi ngươi nói như thế có ý nghĩa gì sao người áo đen tức giận không thôi cùng lắm thì ta tặng cổ thư có ghi phương pháp phi thăng cho ngươi chỉ cần ngươi không quấy nhiễu đại kế phi thăng của bổn tông hôm nay hạ thiên lắc đầu ta hoàn toàn chẳng có hứng thú với việc phi thăng hơn nữa phương pháp phi thăng của ngươi không dùng được cùng lắm cũng chỉ xé một khe nứt không gian đến một dị giới mà thôi nếu gọi phương pháp này là phi thăng ngươi nhất định không phải người đầu tiên mấy bà vợ của ta đã sớm làm được điều này Người hãy xếp hạng sau hai ba chục người đi. Người thì biết cái gì? Người áo đen dĩ nhiên không tin Hạ Thiên, người còn chưa nhìn qua quyển cổ thư kia, làm sao người biết được diệu pháp phi thăng chứ? Hạ Thiên ung dung đáp, người đã bị tác giả quyển sách lừa gạt, lại còn hao phí hơn một trăm năm tinh lực, người đáng thương quá. À mà không, phải gọi là đáng đời. Đánh giám, người áo đen giận tái mặt, đây chính là tín niệm giúp ông ta trèo chống hơn một trăm năm. Nếu nó giống như lời Hạ Thiên nói, đời này của ông ta đã trở thành trò cười. Cho nên, ông ta tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên nói thêm, "Hạ Thiên, ta liều mạng với ngươi." Ngươi đã không còn tư cách nói câu này." Hạ Thiên khoát tay, ngân châm di chuyển giữa các ngón tay, trong nháy mắt điểm bảy lần về phía hư không. Giữa không trung, một long ảnh xuất hiện, gầm thét lao đến người áo đen. Bốp! người áo đen vạn lần không nghĩ đến long mạch lại xuất hiện vào thời điểm này. Ông ta né tránh không kịp, bị đụng thẳng. Ông ta vốn dựa vào chân khí còn sót lại miễn cưỡng bảo vệ cơ thể, rốt cuộc ông ta không chịu nổi xung kích cường đại như thế, vỡ nát thành hắc khí đầy trời. Người áo đen vừa chết, pháp thuật mà ông ta thi triển cũng biến mất theo. Đám người nhậm trưởng giáo được khôi phục tự do, nhưng cũng không cần bọn họ làm gì. Tất cả chỉ có thể đứng im tại chỗ, mờ mịt nhìn hắc khí đầy trời dần dần biến mất long mạch giữa không trung hút hắc khí vào bụng thỉnh thoảng lăn lộn trên dưới vừa vui sướng lại vừa đau đớn hình thái cũng thay đổi trong nháy mắt anh rể long mạch như thế nào rồi thạch thuần lo lắng hỏi nhậm trưởng giáo nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh ngạc thật lâu sau mới lên tiếng long mạch muốn tấn dai rồi con người là linh hồn của vạn vật cũng là tiêu chuẩn của vạn vật Thành tiên thành thánh là hình thái tốt nhất. Cho nên, bên trong rất nhiều truyền thuyết thần thoại, mặc kệ là hoa cỏ cây cối, chim thú trùng cá, muốn tu tiên nhất định phải biến thành hình người. Linh mạch mấy ngàn dặm Trung Nam Sơn đã được hạ thiên ngưng thực thành hình rồng mấy ngày trước, nghĩ không ra bây giờ còn có cơ hội hóa thành hình người, thật sự là thiên đại tạo hóa. Giống. Không bao lâu sau, long mạch giữa không trung ngửa đầu thét dài bên trong cơ thể cao lớn bắn ra một luồng kim quang chờ sau khi kim quang tan hết một đạo đồng áo trắng xuất hiện trước mặt mọi người đạo đồng chậm rãi bước đến trước mặt hạ thiên quỳ gối xuống đất cung kính nói hạ linh ngủ đông vạn năm phương thành linh mạch khổ tu ngàn năm mới có được hình rồng hôm qua được ngài ân trạch ra tay cứu mạng ngưng thực hình rồng hôm nay lại nhờ ngài mà có được tạo hóa hạ linh nguyện tôn ngài làm chủ cả đời tôn kính Vĩnh thế không thay đổi. Linh mạch nhận chủ chỉ có trong thần thoại mới có. Nhậm trưởng giáo vạn lần không nghĩ đến ông có thể tận mắt nhìn thấy kỳ tích như thế, càng không nghĩ đến nhận chủ lại là linh mạch Trung Nam Sơn nhà mình. Nhưng Nhậm trưởng giáo không hề có ý bất mãn, ngược lại còn mừng rỡ vô cùng, thậm chí còn cao hứng hơn cả bản thân linh mạch. Hạ cư sĩ, thật đáng mừng." Nhậm trưởng giáo kịp phản ứng đầu tiên, chắp tay nói với Hạ Thiên linh mạch nhận chủ là thần tích ngàn vạn năm khó gặp một lần, tuyệt đối đừng nên cô phụ. Hạ thiên nhìn đồng tử áo trắng, không được hứng thú cho lắm, tại sao ngươi không biến thành một đại mỹ nữ tuyệt thế mà biến thành nam như thế? Nếu chủ nhân thích tuyệt thế mỹ nữ, hạ linh có thể huyễn hóa ra. Đạo đồng áo trắng nghiêm túc đáp, dù sao, nó cũng chỉ là linh mạch mà thôi, có thay đổi cơ thể cũng không đáng kể. Hạ thiên khoát tay, bất mãn nói, được rồi, vào trước là chủ. Ta đã nhìn thấy ngươi là nam, giờ biến thành nữ, chẳng khác nào quỷ yêu. Hạ Linh vừa mới thành người, vẫn còn chưa có tên, xin chủ nhân ban tên." Đạo đồng áo trắng nói. "Ban tên? Ban tên gì đây?" Hạ Thiên ngáp một cái, "Ta không có hứng thú làm chủ nhân của ngươi, cũng lười đặt tên cho ngươi, ngươi cứ tùy tiện đi." Nhậm trưởng giáo thấy Hạ Thiên muốn đi, vội vàng kéo hắn lại, trịnh trọng nói, "Hạ cư sĩ, người tuyệt đừng buông tay mặc kệ như vậy ban tên cho linh mạch là điều kiện tất yếu khi nhận chủ nếu ngươi không ban tên nó sẽ trở thành linh nhân vô chủ tương lai khi độ kiếp kiếp số sẽ khắc nghiệt hơn nhiều chỉ sợ khó mà chịu đựng được thế nó nhận ngươi làm chủ cũng được mà hạ thiên hờ hững nói dù sao nó cũng là linh mạch trung nam sơn ngươi là trưởng giáo trùng dương cung vừa lúc phù hợp vạn lần không thể được nhậm trưởng giáo quả quyết từ chối cũng không phải ông không có ý đoạt công, mà là ông không có tư cách, không nói đến bẩn đạo không có phần phúc duyên này. Nếu nhận, chỉ sợ giảm thọ chỉ là thứ yếu, về sau vận mệnh sẽ thăng trầm nhiều hơn. Nếu nó đã nhận ngươi làm chủ, ngươi nên tiếp nhận đi, đối với ngươi hay nó đều tốt cả. Ninh nhụy nhụy không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, nếu linh mạch nhận hạ thiên làm chủ, đối với nó có chỗ tốt gì, đối với hạ thiên có ảnh hưởng gì. Cụ thể có chỗ tốt gì, Bần đạo cũng không rõ ràng lắm. Khi ta còn bé, ta đã từng nghe sư tổ và sư tôn nói qua vài câu. Nhậm trưởng giáo nhân mặt nghĩ lại, sau đó nói, sau khi linh mạch nhận chủ, chủ tớ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chủ nhân tùy thời có thể sử dụng linh khí bên trong linh mạch, mà hạ linh cũng có thể mượn dùng tạo hóa của chủ nhân. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, ta là băng hỏa linh thể, linh khí tự thành một mạch, không cần sử dụng từ linh mạch bên ngoài hạ cư sĩ có thể chất này, chẳng lẽ người bên cạnh ngươi cũng đều có sao? Nhậm trưởng giáo khuyên ngủ, bần đạo đã sớm nhìn ra, Ninh cô nương và Thạch cô nương dựa vào ngươi mới trở thành người tu hành. Nếu không xong tu, bọn họ không cách nào sử dụng linh khí của ngươi, từ đó tạo thành chướng ngại đối với tiến triển tu hành của bọn họ. Chỉ cần chủ nhân chịu nhận ta, lúc này, đạo đồng áo trắng thành khẩn nói, các chủ mẫu, ta có thể cung ứng toàn bộ linh khí cho mọi người chỉ cần mọi người không rời khỏi đất nước sẽ không bao giờ thiếu thạch thuần kinh ngạc hỏi linh mạch các ngươi cũng hạn chế biên giới sao đương nhiên núi sông đều có danh giới phần lớn biên giới quốc gia đều là núi sông chúng ta tất nhiên phải tuân theo đạo đồng áo trắng nghiêm túc đáp nhưng nếu chủ mẫu ở nước ngoài gặp nạn hạ linh có vi phạm cũng sẽ ra sức giúp đỡ hạ thiên nghe xong ngược lại nghiêm túc suy nghĩ một chút trên thực tế nhậm trưởng giáo nói rất đúng, ngoại trừ mấy người Nguyệt Thanh Nhã, những người còn lại tu hành đều ỷ lại vào hắn. Nếu không thường xuyên song tu với hắn, tiến triển đích thật rất chậm. Hơn nữa, xưa nay hắn không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của các nữ nhân của hắn. Nếu chẳng may gặp nguy hiểm, giống như năm đó Mộc Hàm bị lý ra tính toán, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng Hạ Thiên xem ra, tốt nhất không nên xuất hiện tình huống như vậy thì hơn. Đã là như vậy, ta sẽ nhận ngươi. Hạ thiên gật đầu đồng ý, nhưng đặt tên gì, ta thật sự lười suy nghĩ lắm. Tiểu muội chân dài, thuần nha đầu, hai người nghĩ đi. Để ta, để ta, thạch thuần tràn đầy phấn khởi, vẻ mặt thành thật, nếu không, gọi ngươi là lý cẩu đản đi. Ninh nhụy nhụy bó tay nhìn thạch thuần, muội đừng cứ mãi chơi như thế, nghiêm túc một chút đi. Nó đã nhận hạ thiên làm chủ, tất nhiên sẽ theo họ hạ thiên. À đúng rồi, anh rể có một người con trai tên hạ lãnh vậy gọi ngươi là hạ nhiệt đi thạch thuần ra vẻ nghiêm túc một nóng một lạnh thật tương xứng hạ thiên đưa tay bẹo ra mặt thạch thuần nó nhận chủ không phải nhận cha thuần nha đầu ngươi nên phân biệt rõ ràng nói thì cứ nói người bẹo ta làm gì đau quá thạch thuần bất mãn gạt tay hạ thiên anh rể ngươi không phải mượn cơ hội chiếm tiện nghi của ta chứ hạ thiên bĩu môi bẹo má có được tính là chiếm tiện nghi gì vậy ngươi còn muốn điều gì thạch thuần chừng mắt nhìn hạ thiên không biết nghĩ đến điều gì vẻ mặt ghét bỏ a à, anh rể suy nghĩ của ngươi thật bẩn thỉu hạ thiên thuận miệng nói người bẩn thỉu chính là ngươi ta chẳng nói gì cả ngươi không nói nhưng ngươi nghĩ trong lòng thạch thuần hừ lạnh một tiếng ta còn không hiểu rõ ngươi sao hai người các ngươi lạc đề rồi Ninh nhụy nhụy không khỏi xoa mi tâm, hai cái tên dở hơi này không cãi nhau vài câu thì không được. Hạ thiên không hứng thú đối với việc đặt tên, quay sang nói với Ninh nhụy nhụy, tiểu muội chân dài, việc này giao cho nàng nhé. Như vậy đi, cũng không cần phải khiến sự việc trở nên phức tạp. Ninh nhụy nhụy nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói với đạo đồng áo trắng, người đã nhận hạ thiên làm chủ, dĩ nhiên ngươi sẽ mang họ hạ. Ngươi là linh mạch trong núi hóa thành hình người, Vậy gọi ngươi là Sơn Linh đi. Sơn Linh, Hạ Sơn Linh, đạo đồng áo trắng lẩm bẩm cái tên, cũng khá hài lòng, dập đầu nói, đa tạ chủ mẫu đặt tên, về sau Hạ Linh sẽ là Hạ Sơn Linh. Thạch thuần hỏi, "Này, sau khi ngươi biến thành hình người, có phải ngươi sẽ rời khỏi Trung Nam Sơn không? Về sau chẳng phải Trung Nam Sơn sẽ không còn linh mạch nữa rồi sao?" Thạch chủ mẫu không cần lo lắng việc này, đạo đồng áo trắng chậm rãi đáp, sau khi biến thành hình người, ta sẽ không rời khỏi Trung Nam Sơn, sẽ xem Trung Nam Sơn như đạo trường của mình cho đến ngày ta độ kiếp phi thăng. Đến lúc đó, đoán chừng linh mạch mới bên trong Trung Nam Sơn cũng đã thành hình. Nhậm trưởng giáo không khỏi bổ sung, linh mạch hóa người, thật ra Trung Nam Sơn cũng có phần vinh yên, cũng là một sự tăng lên vô hình đối với mấy ngàn dặm sông núi gần đây. Nhất là đối với người, phúc phận vận khí về sau sẽ tăng lên rất nhiều. Thạch Thuần không khỏi vỗ tay kêu hay. Đã như vậy, ngươi hãy ở lại đây cho thật tốt. Hạ Thiên nói với đạo đồng áo trắng, vừa rồi ngươi đã hấp thu hắc khí của tên ngu ngốc kia, đoán chừng vẫn còn chưa tiêu hóa hết, thậm chí còn có thể bị phản phệ, để ta châm cho ngươi thêm một châm, xem như phần thưởng cho ngươi. Chủ nhân ban tặng, Hạ Linh cảm kích không hết, đạo đồng áo trắng mừng như điên, lập tức quỳ dạp xuống đất. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói, ngươi đứng lên đi, đừng quỳ mãi như thế. Đứng lên nói chuyện không được sao. Vâng, đạo đồng áo trắng nghe lời đứng dậy. Hạ thiên lấy ngân châm ra, đâm một châm vào mi tâm đạo đồng, tiến hành tịnh hóa hắc khí mà nó vừa mới nuốt vào cơ thể. Được rồi, sau vài giây, hạ thiên thu lại ngân châm. Đạo đồng áo trắng cảm nhận được khí tức bên trong cơ thể trở nên tinh thuần, muốn quỳ xuống cảm tạ, nhưng nghĩ đến hạ thiên vừa mới nói xong, không khỏi kìm lại, chuyển thành chắp tay cúi đầu, đa tạ chủ nhân. Một lát sau, có đạo sĩ tìm đến nhậm trưởng giáo, báo cáo rối loạn bên trên đã được dẹp yên, cần ông ra mặt giải quyết hậu quả. Ba người hạ thiên cũng không muốn tiếp tục ở lại lòng đất, cùng với nhậm trưởng giáo quay về trùng dương cung. Mặc dù đạo đồng áo trắng lưu luyến không rời, nhưng nó còn cần ôn dưỡng cơ thể trong lòng đất, tạm thời không tiện lộ diện. Tình huống bên dưới ra sao? vừa bước vào đại điện trùng dương cung, Trương Minh Đà đã hỏi thăm các người có bắt được tên kia không? Linh mạch dưới lòng đất có bị hao tổn không? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng đáp, đại sư phụ, ông đã biết rõ còn cố hỏi. Có ta ở đây, còn có chuyện gì ngoài ý muốn diễn ra nữa chứ? Ngoài ý muốn hay không ta không quan tâm, Trương Minh Đà trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ta chỉ muốn biết các ngươi đã gặp phải chuyện gì, cuối cùng kết quả ra sao? Nhậm trưởng giáo cười khẽ hai tiếng, kéo cánh tay Trương Minh Đà, cười nói, Trương Lão Đệ, người thoải mái tinh thần đi. Ác nhân đã đền tội, linh mạch trong lòng đất cũng bình yên vô sự. Tối nay ta sẽ thuật lại chi tiết cho người biết. Các người cần làm gì tối nay? Lúc này, một nữ nhân váy trắng khá cao xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt lạnh như băng nhìn nhậm trưởng giáo, lỗ mũi châu người có phải muốn đoạt nam nhân của ta không? Nhậm trưởng giáo nhìn nữ nhân vừa xuất hiện, không khỏi sửng sốt nhìn Trương Minh Đà, ta không biết vị nữ tử này. Ngươi làm bộ cái gì chứ? Nàng ta ở hòa tử nhân mộ trung nam sơn lâu như vậy ngươi còn không biết. Trương Minh Đà có chút khó chịu trừng mắt với nhậm trưởng giáo, sau đó quay sang nhìn Hạ Thiên, còn ngươi nữa, chuyện ngươi gây ra tính trên đầu sư phụ, ngươi được lắm. Hạ Thiên mỉm cười nói, đại sư phụ, ông nói sai rồi. Sau khi nhị sư phụ và tam sư phụ xuống núi, khi trở về đều đã có gia đình, thậm chí còn có con cái. Ta thấy ông một mình lẻ loi, vừa lúc ở đây có một tình nhân cũ của ông, đương nhiên ta muốn tác hợp cho hai người rồi. Tác cái đầu, im đi. Ban đầu, Trương Minh đã muốn mắng Hạ Thiên, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nữ nhân áo trắng, ông lại nuốt trở về ta tìm được cơ hội sẽ thu thập ngươi. Nhậm trưởng giáo cũng đã nhớ ra thân phận của nữ nhân này, không khỏi cười ha hả, hôm nay thật sự là ngày tốt. Thanh trừ được hoạn trăm năm, linh mạch hóa hình. Hiện tại trường lão đệ ngươi lại có chuyện vui, không thể không tổ chức một bữa tiệc chúc mừng một phen. Nói xong, ông quay lại dặn dò đệ tử trùng dương cung, các người mau quét dọn sân bãi. Từ giờ trở đi, trên dưới Trung Nam Sơn Đại Khánh ba ngày, bất luận du khách hay là người dân, rượu ngon, thức ăn ngon đều cung ứng miễn phí. Sau khi tin tức truyền ra, những người xung quanh Trung Nam Sơn đều mừng rỡ chỉ khổ cho đầu bếp trên núi bận tối mày tối mặt. Nguy cơ Trung Nam Sơn đã được giải trừ, đại hội ẩn tiên cũng kết thúc. Ninh Nhụy nhụy nhận được điện thoại ở nhà, nói ông của nàng có chuyện muốn tìm nàng, nàng lập tức rời khỏi Trung Nam Sơn. Thạch Thuần cũng không muốn ở lại trên núi với Hạ Thiên, cho rằng biết đâu vì anh rể sắc lang này không nhịn được sẽ ăn sạch nàng, nàng vội lấy cớ có hẹn với bạn học ra ngoài, liền theo Ninh Nhụy nhụy xuống núi luôn hạ thiên muốn quay về thành phố giang hải dù sao ở đây hắn cũng chỉ quen với trương minh đà và nhậm trưởng giáo thật sự chẳng có gì thú vị cả đúng lúc này hạ thiên nhận được điện thoại của triệu thanh thanh sư phụ người đang ở đâu vậy giọng nói của triệu thanh thanh vẫn nhẹ nhàng khoan khoái nói chuyện cũng rất dứt khoát ngươi có nhớ ta không ta ngày nào cũng nhớ ngươi cả hạ thiên mỉm cười đương nhiên là nhớ ai bảo ngươi là đồ đệ ngoan của ta Gạt người, nếu ngươi nhớ ta, tại sao ngươi không đến tìm ta? Triệu Thanh Thanh khó có lúc làm đúng, hoặc có thể nói chỉ trước mắt Hạ Thiên nàng mới có được tư thái nữ nhi như thế này. Vậy bây giờ ta đến gặp ngươi, Hạ Thiên không chút suy nghĩ đáp. Thật sao, quá tốt rồi, vậy ta sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi. Triệu Thanh Thanh mừng rỡ không thôi, tiếng cười tràn ngập sức lực khiến Hạ Thiên ghét bỏ không thôi. Đương nhiên là thật, ta lập tức đến ngay. Trong lòng Hạ Thiên cũng rất chờ mong. Dù sao tiểu muội chân dài và thuần nha đầu chỉ có thể nhìn mà không thể đụng, vẫn là đồ đệ tốt, tư thế nào cũng có thể thỏa mãn hắn. Sau khi nhận được câu trả lời đúng ý, Triệu Thanh Thanh mới nhớ đến mục đích nàng gọi cho Hạ Thiên, đúng rồi, sư phụ, người có biết một người tên Đường Kim Thủy hay không? Đường Kim Thủy, Hạ Thiên cảm giác cái tên này nghe rất quen sau đó chợt nhớ ra đây không phải là tên của gã tông chủ giả ẩn tông sao. Không biết, nhưng tên ngốc đó đã bị ta xử lý rồi. Xử lý rồi, Triệu Thanh Thanh không khỏi sửng sốt. Hạ Thiên thuật lại chuyện diễn ra ở Trung Nam Sơn mấy ngày nay cho Triệu Thanh Thanh nghe, sau đó hỏi, người hỏi người này có chuyện gì? À, là vì gần đây thiên đạo tổ đang nghiên cứu thi thể đường mộc và đường hỏa. Triệu Thanh Thanh chậm rãi giải thích, bọn họ phát hiện hai người này xuất thân từ mô bản của một người tên Đường Kim Thủy. Ta đã điều tra tư liệu về người này, phát hiện dung mạo của ông ta và sư phụ rất giống nhau, dường như còn có quan hệ về huyết thống. Hạ Thiên thản nhiên nói, ta biết. Audio điện tử võ tấn bền. Triệu Thanh Thanh ngừng lại hai ba giây, bỗng nói, sư phụ, có cần ta phái người xâm nhập điều tra tiêu? Không cần, Hạ Thiên biết Triệu Thanh Thanh muốn làm gì, phản đối ngay, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi, đừng để người khác quấy rầy bọn họ là được. Ta biết rồi, Triệu Thanh Thanh hiểu rất rõ tính cách của Hạ Thiên. Nếu hắn đã nói như thế, nàng sẽ không làm bất cứ việc gì dư thừa, vậy ta đi mua một ít thức ăn, chờ sư phụ đến. Người ăn cơm trước, sau đó ăn ta, như thế nào? hạ thiên cười nói đồ đệ ngoan ăn ngươi là được rồi thức ăn gì chứ sau đó ăn cũng không muộn sư phụ người háo sắc quá đi triệu thanh thanh nghe hạ thiên nói như vậy không nhịn được động tâm nhưng ta thích hai người lại nói chuyện với nhau một hồi triệu thanh thanh mới lưu luyến cúp máy hạ thiên đứng dậy đi tìm trương minh đà phát hiện ông đang uống trà trong đình với nhậm trưởng giáo liễu tích hoa yên tĩnh ngồi bên cạnh chăm sóc hắn bước đến đi thẳng vào vấn đề, đại sư phụ, ta muốn xuống núi, ông có muốn theo ta về thành phố Giang Hải không? Ta đến Giang Hải làm gì? Trương Minh Đà kinh ngạc, sau đó khoát tay, ta ở đây rất tốt, uống trà nóng hóng gió, không có việc gì thì cùng lão mũi trâu đánh cờ, thoải mái vô cùng. Đến Giang Hải, nói không chừng ta bị ngươi chọc tức, chẳng có gì hay cả. Tùy ngươi, Hạ Thiên nhếch miệng, cũng không cưỡng cầu, thế ông có muốn ta châm cho ông hai châm? Để thận của ông khỏe hơn một chút, tránh cho vị sư nương mới thất vọng. Thả con mẹ nó, cái rắm. Trương Minh đà phun một ngụm trà về phía Hạ Thiên, "Sư phụ ngươi cũng là một danh y, không cần ngươi nhọc công về phương diện này. Ngươi nên nghĩ cho mình đi, nhiều nữ nhân như vậy còn không mài chết ngươi." Hạ Thiên cười hì hì, "Đại sư phụ, ông quá lo lắng rồi, cho dù nữ nhân có nhiều gấp 10 lần, ta cũng chẳng có chuyện gì. Ta biết ngươi là yêu nghiệt" người mau cút đi ta nhìn thấy ngươi lại thêm phiền trương minh đà chán ghét khoát tay với hạ thiên nhậm trưởng giáo trịnh trọng nói với hạ thiên hạ cư sĩ đi thong thả về sau nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi mời ngươi lên núi ngồi một chút trên núi có gì vui đâu mà ngồi hạ thiên nhếch miệng ngươi chăm sóc tốt cho sư phụ ta là được không đúng sư phụ ta có sư nương mới chiếu cố không có chuyện gì của ngươi cả Ngươi nên chăm sóc tốt cho mình đi. Trước khi Hạ Thiên xuống núi, đạo đồng áo trắng mà hắn vừa mới thu nhận đến tìm hắn, đưa cho hắn một hạt châu màu trắng. "Chủ nhân, đây là linh châu ngưng kết trong cơ thể của ta." Đạo đồng áo trắng trịnh trọng nói, "Chỉ cần ngươi cầm nó chiếu vào trong nghi tâm chủ mẫu, ta có thể nhận được tín hiệu, cung cấp linh khí liên tục cho chủ mẫu." Hạ Thiên nghe xong, cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy, thuận miệng nói, "Được, ta nhận." ngươi hãy ở đây tu luyện cho thật tốt đi. Đạo đồng áo trắng lại bái hạ thiên, cần tuân chủ nhân dạy bảo, chúc chủ nhân sớm ngày dung hội quán thông nghịch thiên bát châm, trở thành người đầu tiên độ kiếp phi thăng. Hắn rời khỏi Trung Nam Sơn, một đường chạy về phía Bắc. Hắn đã đến Kinh Thành không chỉ một hai lần, cho nên hắn rất quen thuộc đường đi, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ một lát đã đến. Sinh thử triệu ra. Lúc này, trong một gian phòng họp, Triệu Hiểu Trác đang trò chuyện với Triệu Thanh Thanh, vợ của hắn ta Tần Tiểu Lạc ngồi bên cạnh. Thanh Thanh tỷ, tỷ không sao chứ? Triệu Hiểu Trác nhìn thấy Triệu Thanh Thanh có chút mất hồn, còn có cảm giác không yên lòng, vội hỏi, không phải lượng công việc quá nhiều khiến sức khỏe của tỷ không được tốt chứ? Triệu Thanh Thanh khoát tay, cười nói, ta là đệ tử của Hạ Thiên, cường độ công việc có gấp 10, sức khỏe của ta cũng không có vấn đề gì. Gấp 10 thì không đến nỗi. Triệu hiểu chắc khẽ cười, thật ra, lần này là do cấp trên đưa ra quyết định. Ban đầu, ta muốn xây dựng một bộ môn mới phụ trách những chuyện kia, nhưng cấp trên đã nhận định thiên đạo tổ, ta cũng không còn cách nào. Không sao, Triệu Thanh Thanh lơ đễnh nói, trước không đề cập đến ý kiến của cấp trên. Vốn thiên đạo tổ cũng đang điều tra, bây giờ được chính thức trao quyền, chúng ta lại càng thuận tiện hơn. Thanh Thanh tỷ, ta thấy tỷ tốt nhất đừng quá bất cẩn. Triệu hiểu chắc to mày, hơi lo lắng nói, gần đây, linh khí trong và ngoài nước khá quỷ dị, vì thế hiện tượng siêu tự nhiên sinh ra cũng càng lúc càng nhiều. Cấp trên để thiên đạo tổ phụ trách những chuyện này, chỉ sợ bọn họ có dụng ý khác, tỷ nhất định phải cẩn thận ứng đối. Triệu thanh thanh vẫn không nghe vào, vẫn mỉm cười, không sao đâu. Cho dù có người có ý đồ xấu, bọn họ cũng chỉ nhận ác quả mà thôi, không đả thương được thiên đạo tổ đâu tự tin là chuyện tốt, nhưng mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng. Triệu Hiểu chắc cảm thấy Triệu Thanh Thanh đã quá khinh thường, một lần nữa nhấn mạnh, gần đây có sự kiện U Linh Sơn Trang, chỉ sợ chúng ta cũng không tiện điều tra. Hiện tượng quỷ dị ở đó đã sớm phát sinh từ 6 bảy chục năm trước, thậm chí còn dùng súng ống đan dược bắn qua. Đáng tiếc cũng không có tác dụng gì, cho nên nó mới bị phong tỏa. Ta không nghĩ gần đây chúng lại hoạt động tấp nập như vậy không sao đâu, Triệu Thanh Thanh cười nói, ta đã tìm được trợ thủ. Đến lúc đó có hắn điều tra cùng với ta, mặc kệ nơi đó có nghiêu quỷ xà thần gì cũng không dùng được đâu, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Ô, đã sớm tìm trợ thủ, Thanh Thanh tỷ, tỷ tiến bộ rất nhanh đấy. Triệu Hiểu chắc có chút hiếu kỳ hỏi, nhưng ai mà mạnh như thế, có thể khiến cho tỷ nói ra câu vạn vô nhất thất. Tỷ giới thiệu cho ta biết với. Gương mặt Triệu Thanh Thanh hơi đỏ lên, không cần giới thiệu, người cũng biết mà. Ta biết, là ai vậy? Triệu hiểu chắc thuộc kiểu dưới đĩa đèn thì tối, nhất thời không nghĩ đến hạ thiên, khiến tần tiểu lạc âm thầm đạp chân hắn ta mấy lần. Triệu hiểu chắc quay đầu lại nhìn vợ, nàng dẫm chân ta làm gì thế? Tần tiểu lạc im lặng thở dài, lười nói thêm câu nào. Trong lúc triệu hiểu chắc còn đang muốn hỏi, đột nhiên triệu thanh thanh biến mất ngay trước mặt hắn ta, chỉ có thể nghe được một hai tiếng kinh hô là ai tại sao ngươi dám làm loạn ở triệu gia người đứng lại cho ta triệu hiểu trác đứng dậy muốn đuổi theo kết quả bị tần tiểu lạc kéo lại tần tiểu lạc tức giận nói chàng dừng lại đi nàng kéo ta làm gì thanh thanh tỷ rõ ràng là bị ép buộc triệu hiểu trác hơi gấp lên nói với tần tiểu lạc nếu tỷ ấy xảy ra chuyện ta làm sao ăn nói với hạ thiên tên sát thần đó cũng chẳng phải người tốt cho lắm đầu chàng làm bằng gỗ sao Tần tiểu lạc thở dài, dùng tay điểm vào huyệt thái dương triệu hiểu trác tu vi của chàng và thanh thanh, ai cao hơn. Triệu hiểu trác ngẩn người, đương nhiên là thanh thanh tỷ, tỷ ấy được hạ thiên hỗ trợ. Nhưng như vậy thì sao? Bây giờ tỷ ấy đang gặp nguy hiểm, ta sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Chàng quan tâm làm gì? Tần tiểu lạc nói tiếp, chàng cảm thấy kinh thành này có ai có bản lĩnh lớn có thể bắt thanh thanh đi chứ? Hình như không có, Triệu Hiểu Trác gái đầu, vẫn không hiểu, nhưng chuyện gì đã xảy ra vừa rồi. Tần Tiểu Lạc bó tay, đành phải ghé vào tai Triệu Hiểu Trác, nói vài câu. "A, à, nàng nói vừa rồi là mẹ kiếp." Lúc này Triệu Hiểu Trác mới hiểu ra, cảm thấy hắn ta đã quá ngu ngốc, âm thầm mắng tên Hạ Thiên chó chết này. "Ta đã nhìn thấy qua vô số tên háo sắc, nhưng chưa từng nhìn thấy người nào gấp đến như vậy." Giữa ban ngày mà đã, vô sỉ, bẩn thỉu. Hạ Lưu. Không nói hắn, nói chàng đi. Ánh mắt Tần Tiểu Lạc khẽ đảo, ôm lấy cổ Triệu Hiểu Trác, nhu tình như nước, chàng không cảm thấy ban ngày cũng có tình thú khác sao? Này, không phải chứ? Nàng muốn làm gì? Triệu Hiểu Trác có chút choáng váng. Muốn? Tần Tiểu Lạc nắm tay Triệu Hiểu Trác quay về phòng. 12 năm trước, sau khi Triệu công tử quyết ý tham chính, toàn bộ gánh nặng Triệu ra rơi xuống người Triệu Hiểu Trác. Trước kia Triệu hiểu chắc trời sinh tính tình ham chơi, là một thiếu gia ăn chơi chính hiệu, nhưng sau khi hắn ta tiếp nhận triệu gia, tính tình đã hoàn toàn thay đổi, kinh doanh sự nghiệp không tệ. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn ta còn chưa có con, cho nên suy đoán về phương diện này không tốt. Không chỉ triệu hiểu chắc chịu áp lực, ngay cả tần tiểu lạc cũng càng lúc càng không chịu nổi mấy lời xì xào bàn tán. Khi triệu hiểu chắc còn trẻ, hắn ta thường xuyên ăn chơi bây giờ công việc nặng nề còn có cả một gia sản cần phải quan tâm chẳng những hỏa lực không đủ tâm tư về phương diện này tất nhiên cũng phai nhạt hôm nay bị tần tiểu lạc bắt lấy cớ cứ làm một cái cho yên tâm nàng muốn gì thì nói thẳng không được sao cứ nhất định phải như thế à triệu hiểu trác ôm eo có chút sợ nhìn tần tiểu lạc tần tiểu lạc đã mặc quần áo gọn gàng ngồi ở đầu giường mỉm cười nhìn triệu hiểu trác nói với chàng chỉ sợ chàng sẽ từ chối. Chẳng lẽ chàng không muốn sinh một đứa con sao? Chàng có thể không quan tâm mấy lời đồn nhảm, nhưng dù sao chàng cũng nên quan tâm suy nghĩ của ta chứ. Triệu hiểu chắc im lặng vài giây, được rồi. Thế nào, chàng còn cảm thấy ủy khuất à? Tần tiểu lạc lườm triệu hiểu chắc một cái, chàng có biết Thanh Thanh và sư phụ của nàng ấy còn chưa ra khỏi phòng không? Đoán chừng đến giờ cơm chiều mới chịu ra, chàng kiên trì được bao lâu chứ? nàng đừng so sánh như vậy. Hạ thiên là yêu nghiệt, chịu hiểu chắc tức giận mặc lại quần áo, ta chỉ là người bình thường thôi mà, tuổi tác cũng đã lớn, hoạt động được đã là không tệ rồi, nàng còn muốn dùng thời gian luận cao thấp, nàng suy nghĩ nhiều quá rồi. Tần tiểu lạc suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, nếu không, chàng đi tìm hạ thiên nhờ hắn châm cứu cho. Mặc dù không thể nào so sánh được với hắn, tốt xấu gì cũng có thể long tinh hổ mãnh như trước triệu hiểu chắc im lặng châm cái gì chứ mấy chuyện này nàng bảo ta làm sao mà mở miệng nàng không ngại mất mặt chứ ta thì ngại mặt mũi có làm được gì chứ ban đầu tần tiểu lạc cũng không phải là người có tính cách như thế nhưng mấy năm qua triệu hiểu chắc quả thật đã vắng vẻ nàng nếu không để ta đi nói chuyện với thanh thanh để nàng ấy nói qua một tiếng với hạ thiên triệu hiểu chắc là người thích sĩ diện tất nhiên lắc đầu muốn nói thì nàng đi nói đi dù sao, ta chẳng biết cái gì đâu. Sự thật quả nhiên như Tần Tiểu Lạc đã đoán, trước giờ cơm tối, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh mới từ trong phòng bước ra, sau đó bước vào phòng ăn. Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ lười biếng như cũ, còn mặt mày Triệu Thanh Thanh lại tỏa sáng, diễm quang phát ra bốn phía, giống như một đóa hoa đã được hút xương đầy đủ, đẹp vô cùng. Không phải chứ, có cần khoa trương như vậy không? Triệu Hiểu chắc nhìn thấy, không khỏi hoài nghi, giống như phản lão hoàn đồng vậy. Triệu Thanh Thanh nghe xong, hơi tức giận, người nói vậy là có ý gì? Lúc trước ta già lắm sao? Ta không có ý này. Triệu Hiểu Trác không muốn gặp xui xẻo, thản nhiên nói, ta chỉ muốn nói tỷ trẻ hơn, xinh đẹp hơn, mướt mát hơn, được chưa? Triệu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, không hài lòng với thái độ của Triệu Hiểu Trác, nhưng vì Hạ Thiên đang ở đây nàng cũng không nói nhiều tránh làm mất hình tượng thục nữ tỷ có nói với hạ thiên vụ kia không triệu hiểu trác nhẹ giọng hỏi mặt triệu thanh thanh không khỏi đỏ lên im lặng ăn cơm lời gì cũng không nói hạ thiên vừa đến hai người bọn họ đã lăn lộn trên giường đã một khoảng thời gian dài không ở cùng nhau một lần làm là mấy tiếng đồng hồ nàng đã quá chú tâm vào không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác không phải chứ triệu hiểu trác trong nháy mắt hiểu ra hai người nghiện quá rồi những mấy tiếng đồng hồ chẳng lẽ hai người không dành mấy phút bàn chuyện chính sự sao chúng ta đang làm chính sự mà hạ thiên nhếch miệng bất mãn nói với triệu hiểu trác ta không giống với ngươi chỉ biết bận rộn mà không biết mùi vị lạnh nhạt với vợ của mình nhưng cũng khó trách ai bảo sức khỏe của ngươi không đủ ngươi triệu hiểu trác bị nghẹn không còn lời nào để nói Tần Tiểu Lạc lên tiếng, "Có chuyện gì? Ăn cơm xong, mọi người thảo luận với nhau cũng được mà." Ăn cơm xong, bốn người bước vào phòng họp. Hạ Thiên lười biếng dựa vào người Triệu Thanh Thanh, "Có chuyện gì thì ngươi mau nói đi, ta và Đồ Đệ ngoan còn chuyện quan trọng hơn để làm." "Các ngươi còn có cái gì? Được, ngươi thắng." Triệu Hiểu Trác đang định hỏi, đầu óc đột nhiên thông minh hơn, vậy ta sẽ nói ngắn gọn. Hạ Thiên khoát tay ra hiệu Triệu Hiểu Trác nói nhanh một chút. Sự việc cũng không phức tạp, Triệu Hiểu Trác lấy ra một bản văn kiện đưa đến trước mặt Hạ Thiên, thấy Hạ Thiên không nhận, hắn ta liền nói, bởi vì linh khí khôi phục, hiện tượng siêu tự nhiên trong nước càng lúc càng nhiều trong mấy năm gần đây, khiến cho không ít rối loạn không cần thiết xảy ra. Bên trên muốn xử lý chuyện này, dự định thành lập một tổ chức chuyên xử lý những hiện tượng siêu tự nhiên. Sau đó, có người đề nghị để Thiên đạo tổ tiếp nhận chuyện này hạ thiên hỏi chẳng phải thiên đạo tổ cũng đã làm những chuyện này trước đây sao trước kia thiên đạo tổ đã làm những chuyện này nhưng thực tế chúng ta chỉ điều tra những thế lực phản đối ngươi thuận tay xử lý những hiện tượng dị thường triệu thanh thanh giải thích hơn nữa chúng ta cũng không được chính thức trao quyền có đôi khi cũng không thể buông tay buông chân mà làm đúng vậy bây giờ chúng ta đã được trao quyền thiên đạo tổ có thể thành lập một tiểu đội đặc biệt phụ trách phương diện này triệu hiểu trác vỗ vào mấy bản văn kiện trên bàn trên văn kiện đều có đánh dấu phần trao quyền dù sao ngươi cũng là tổ trưởng thiên đạo tổ cho nên chúng ta cần sự đồng ý và chữ ký của ngươi hạ thiên ngáp một cái mấy chuyện này đồ đệ ngoan ký tên là được rồi ta không có hứng thú quản chuyện đó cũng được triệu hiểu trác biết tính cách của hạ thiên thản nhiên nói chuyện này chỉ cần ngươi biết là được ký tên cái gì thật ra đều không quan trọng Hạ Thiên nhếch miệng, mấy chuyện nhỏ này có cần cố ý nói với ta không? Đối với ngươi, nó là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng ta, nó lại là chuyện lớn. Triệu Hiểu chắc tức giận nhìn Hạ Thiên, trịnh trọng nói, mấy người kia đề nghị Thiên Đạo Tổ tiếp nhận chuyện này cũng chẳng phải có ý tốt. Mặc dù Thiên Đạo Tổ đứng đầu bốn tổ thiên địa huyền hoàng, nhưng dù sao thành viên cũng chỉ là phàm nhân. Ngoại trừ thanh thanh tỷ, có ai có thể đối mặt trường kỳ với hiện tượng siêu tự nhiên mà vẫn duy trì lý trí không? Cho nên, bọn họ muốn dùng chuyện này bức thiên đạo tổ sụp đổ. Hạ Thiên ung dung nói, việc này dễ giải quyết thôi. Khi trở về, ta sẽ bảo vợ y y chỉnh sửa một môn công pháp thích hợp cho thành viên thiên đạo tu tiên. Chỉ cần bọn họ cố gắng tu luyện, xử lý những hiện tượng siêu tự nhiên đơn giản cũng không thành vấn đề. Vấn đề không phải nằm ở đây, mà ở chỗ cung ứng linh khí. Ngón trỏ triệu hiểu chắc thỉnh thoảng gõ xuống bàn, thật ra ta có thể kiếm được công pháp tu luyện, nhưng chúng ta khác với ngươi, cũng không phải kỳ tài ngút trời, muốn trong khoảng thời gian ngắn tu luyện ra thành quả nào đó, quả thật khó như lên trời. Quan trọng là, cung ứng linh khí không đủ, mặc dù cấp trên đã sớm tiến hành chiến lược dự trữ linh khí, nhưng tất cả đều bí mật tiến hành, chỉ có một số ít người mới được cung cấp. Điều này không thành vấn đề, Hạ Thiên mỉm cười, ta có linh khí. Triệu Hiểu Trác lại tức giận, ngươi có, nhưng linh khí của ngươi phải thông qua song tu, truyền lại cho đám nữ nhân của ngươi. Hiện tại, thiên đạo tổ có đến mấy ngàn người, còn có nam có nữ, chẳng lẽ ngươi muốn song tu nam lẫn nữ? Ngươi cho rằng phẩm vị của ta giống ngươi sao? Hạ Thiên bất mãn chừng mắt với Triệu Hiểu Trác, ta nói ta có rất nhiều linh khí, cung cấp đồng thời cho hơn trăm vạn người cũng không thành vấn đề triệu hiểu chắc cảm thấy hạ thiên nói như vậy là có ý không khỏi hỏi hạ thiên ngươi nói vậy là có ý gì chẳng lẽ trong tay ngươi có linh quáng mỏ linh thạch cấp linh quáng quá thấp gần đây ta thu được một tiểu đệ là một linh mạch vô cùng tinh thuần hạ thiên nói linh mạch ngươi đang nói cái gì thế triệu hiểu chắc khinh thường nhếch miệng quốc gia quản lý chưa đến năm linh mạch có cái bị tổn hại đến không còn hình dáng có cái bị sụp đổ tiêu tán ngươi kiếm đâu ra linh mạch. Hạ thiên đáp, chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi. Nói xong, hạ thiên mở bàn tay ra trước triệu thanh thanh. Lòng bàn tay hắn nổi lên một hạt trâu màu trắng đang xoay tròn, từng sợi linh khí tinh thuần trong nháy mắt tràn ngập căn phòng. Đây là thứ đồ chơi gì thế? Triệu hiểu chắc há hốc mồm. Hạ thiên cũng không trả lời, chỉ điều khiển hạt trâu quay vòng trước mi tâm triệu thanh thanh, sau đó thu vào. A, à, triệu thanh thanh kinh hô một tiếng nàng cảm nhận được một luồng linh khí dồi dào từ trong lòng đất tràn vào cơ thể của nàng bên trong đan điền khí hải cũng tràn ngập linh khí tinh thuần khiến nàng vui đến mức khó kiềm chế linh khí này là linh khí linh mạch trung nam sơn hạ thiên thuận miệng đáp về sau người muốn dùng bao nhiêu linh khí thì dùng không cần sợ dùng hết còn thành viên thiên đạo tổ người muốn chia cho ai người cứ tự mình quyết định Triệu Thanh Thanh nhớ lại trước đó Hạ Thiên đã kể với nàng chuyện phát sinh ở Trung Nam Sơn, lập tức hiểu ra, vội ôm lấy Hạ Thiên, sư phụ, người tốt với ta quá. Linh mạch Trung Nam Sơn, Triệu Hiểu chắc kinh ngạc không thôi, căn cứ vào ghi chép hồ sơ tuyệt mật, ta nhớ linh mạch này đã bị hỏng vào hơn 100 năm trước, sau đó bị vứt bỏ rồi mà. Hạ Thiên thản nhiên đáp, đúng vậy, nhưng ta đã chữa khỏi cho nó, người có ý kiến gì không? linh mạch còn có thể chữa trị. Triệu hiểu chắc há miệng đến không khép lại được, tam quan bị khiêu chiến cực lớn, người không phải đang nói đùa với ta chứ. Hạ thiên nhìn triệu hiểu chắc giống như nhìn thằng ngốc, chẳng muốn nói chuyện với hắn ta nữa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người mau nói một chút đi. Triệu hiểu chắc biết y thuật hạ thiên thiên hạ vô song, nhưng thật sự không nghĩ đến hắn còn có thể chữa trị cho loại không có thực thể, hư vô mờ mịt như linh mạch hắn ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên làm biếng nói chuyện với Triệu Hiểu Trác, chỉ cùng với Triệu Thanh Thanh đúc thức ăn cho nhau. Chuyện là như thế này, Triệu Thanh Thanh đã nghe được đại khái từ chỗ Hạ Thiên, sau đó thuật lại một cách đơn giản hơn cho Triệu Hiểu Trác nghe. Triệu Hiểu Trác nghe đến mơ mơ màng màng, hắn ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra ở Trung Nam Sơn, nhưng khi hắn ta nghe đến đoạn Hạ Thiên chữa trị cho linh mạch Trung Nam Sơn, trong mắt của hắn ta khẽ đảo, không biết đang có ý đồ gì. Người tốt nhất đừng đánh chủ ý đến người ta, nếu không, ta đánh người đấy. Hạ thiên nhếch miệng, gương mặt bất thiện nhìn triệu hiểu trác. Triệu hiểu trác mỉm cười xấu hổ, chỉ vào hạ thiên mà nói, năng lực này của ngươi khiến cho người ta phải chán ghét. Ta chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi, ngươi cần chi phải nói toạc ra như vậy. Bớt làm bộ đi, hạ thiên mất kiên nhẫn, triệu thanh thanh nghe đến hồ đồ không hiểu hỏi sư phụ hiểu trác hai người đang nói cái gì thế tại sao ta lại nghe không hiểu tần tiểu lạc cũng không biết giữa hạ thiên và triệu hiểu trác có chuyện gì bí mật ngươi hỏi hắn ta là được rồi hạ thiên lười biếng đáp lại triệu thanh thanh và tần tiểu lạc đều nhìn về phía triệu hiểu trác không có chuyện gì đâu triệu hiểu trác mỉm cười ngượng ngùng lắc đầu ta thấy hạ thiên có loại năng lực thần kỳ như thế nếu không tận dụng triệt để thì thật là đáng tiếc. Tần Tiểu Lạc không hiểu, làm sao mà tận dụng. Triều đại đổi thay, con người sẽ càng điều tra và giám sát kỹ càng hơn đối với các phúc địa động thiên bên trong cảnh nội. Triệu Hiểu chắc chậm rãi giải thích, tuy nhiên, bây giờ cũng không phải là thời đại linh khí. Đa số động thiên phúc địa đã sớm suy bại, chân chính còn sử dụng được chưa đến 10 cái. Nếu Hạ Thiên đã có thể chữa trị linh mạch, hắn có thể. Hạ Thiên trực tiếp cắt ngang lời nói của Triệu Hiểu Trác, "Đừng có mà nếu như, tại sao ta phải làm mấy chuyện đó chứ?" "Điều này đối với ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng nếu ngươi làm được, đối với quốc gia và nhân dân sẽ có được chỗ tốt không thể đo lường." Triệu Hiểu Trác kích động hẳn lên, ra sức khuyên nhủ Hạ Thiên. "Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi." Hạ Thiên thản nhiên nói, "Nếu chuyện này phát sinh, ngươi cảm thấy hòa bình sẽ còn tồn tại sao?" Triệu Hiểu chắc muốn phản bác Hạ Thiên, nhưng lời ra đến miệng lại không thốt ra được. Hạ Thiên nói không phải là không có lý. Nếu tất cả linh mạch trong nước đều được chữa trị và kích hoạt, điều này đồng nghĩa với việc thời đại năng lượng kết thúc, tiến vào thời đại linh năng. Cách cục thế giới sẽ vì thế mà thay đổi. Nghĩ sâu thêm một chút, chuyện này thật sự rất đáng sợ. Chúng ta nên bàn bạc việc này kỹ hơn, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn được dù sao triệu hiểu trác cũng là người có kinh nghiệm mặc dù hắn ta đã dự đoán được hậu quả đáng sợ nhưng cũng không vì thế mà bác bỏ khả năng này hạ thiên nói ngươi cho rằng chữa trị linh mạch rất đơn giản sao linh mạch trung nam sơn có thể được chữa khỏi là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa ta tin rằng ngươi làm được triệu hiểu trác mỉm cười nói nhưng ta cũng không ép ngươi đi làm hạ thiên khó chịu trả lời tin cái dám ngươi đấy được rồi mấy chuyện này về sau hãy tính triệu hiểu trác cũng cảm thấy hắn ta hơi nóng vội chúng ta nên nói đến mấy chuyện phiền phức đã gặp gần đây đi hạ thiên ngáp một cái phiền phức của ngươi thì tự ngươi giải quyết ta lười giúp ngươi lắm đây không phải phiền phức của ta mà là nhiệm vụ cấp trên giao cho thanh thanh tỷ triệu hiểu trác khoát tay nếu thanh thanh tỷ tự mình đi làm ta có chút không yên lòng bây giờ ngươi đã đến vậy thì không thành vấn đề rồi ngươi hãy đi cùng với Thanh Thanh tỷ ra ngoài một chuyến giải quyết mọi việc coi như làm chuyện tiêu cơm Hạ Thiên quay sang nhìn Triệu Thanh Thanh đồ đệ ngoan người gặp chuyện phiền phức gì thế là một sự kiện siêu tự nhiên phát sinh ở ngoại ô Triệu Thanh Thanh thành thật đáp gần đây lạc Phong Sơn xuất hiện một u linh sơn trang trước sau mất tích mười mấy người ngay cả thành viên Thiên Đạo Tổ mà ta phái đi cũng không thấy trở về về sau có người đăng một đoạn video lên mạng về U Linh Sơn Trang, lập tức tạo nên một đợt tranh luận sôi nổi. Mặc dù đoạn video đã bị xóa, một số chuyên gia cũng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn nhưng sự tình một ngày không giải quyết, ảnh hưởng trái chiều vẫn không cách nào tiêu trừ triệt đề. Người bình thường đi điều tra chuyện này quá nguy hiểm, cho nên cấp trên đã lệnh cho ta tự mình đi một chuyến. Được, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Hạ Thiên cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng, dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi coi như cùng đồ đệ ngoan ra ngoài tản bộ triệu thanh thanh hơi do dự nói với hạ thiên sư phụ người vừa đến kinh thành lại tiêu hao tinh lực đến mấy tiếng không thì ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt việc này để ta tự giải quyết cũng được hạ thiên mỉm cười nói đồ đệ ngoan ngươi còn không rõ ràng sức khỏe của ta sao ta không cần nghỉ ngơi cho dù có mười mấy tiếng cũng không thành vấn đề cũng được ngày sau còn nhiều cơ hội triệu thanh thanh rất muốn nhưng nàng biết mình cũng không thể đắm chìm trong đó sư phụ chúng ta đến lạc phong cốc một chuyến đi đi thôi lời còn chưa dứt hạ thiên đã ôm triệu thanh thanh biến mất ngay tại chỗ triệu hiểu trác vô thức nhìn vợ của mình phát hiện nàng không để ý đến tốc độ của triệu thanh thanh và hạ thiên trong lòng cũng yên tâm hơn một chút lạc phong sơn nằm ở ngoài ô phía tây nam kinh thành xung quanh đều là núi có hoa cỏ phong phú cộng thêm mấy hồ nước lớn nhỏ tàn mát, cũng được xem là một nơi có phong cảnh tốt để tham quan. Nhưng nơi này cách chiến trường thượng cổ trong lời đồn hơi gần, thỉnh thoảng hay gặp những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, nơi này vẫn chưa được khai thác hữu hiệu. Cách đây một thời gian, khu vực này vốn được đưa vào quy hoạch xanh lam thắng cảnh hạng A cấp 5, nhưng do vắng bóng khách du lịch nên quy hoạch phát triển lại một lần nữa bị gác lại khi triệu thanh thanh và hạ thiên đến lạc phong sơn sắc trời đã tối sắp đến giữa tháng tuy trăng chưa tròn nhưng ánh trăng đã có thể chiếu xuống bốn phía từ xa nhìn lại dãy núi giống như được phủ một tấm sa mỏng mơ hồ có một chút ý vị tiên khí khoảng ba tháng trước một đội thi công đã đào được mấy thi thể ở đây triệu thanh thanh cùng với hạ thiên chậm rãi đi trên con đường núi nhỏ hẹp tiện tay chỉ về một hướng chính là chỗ này những thi thể thoạt nhìn vừa chết không được bao lâu, nhưng trên người lại mặc quần áo cổ nhân. Điều quỷ dị hơn chính là, trải qua giám định, quần áo trên những thi thể đó là đồ vật hai ba ngàn năm trước, trên người lại không hề có vết tích sinh sống thời hiện đại. Nói tiếng người đi, bớt quanh quanh quẹo quẹo, Hạ Thiên ôm lấy eo Triệu Thanh Thanh, tùy ý đánh giá tình huống chung quanh. Triệu Thanh Thanh bật cười, giải thích, nói đúng là những thi thể đó đã sinh sống cách đây hai ba ngàn năm, nhưng nhìn bọn họ lại giống như chết cách đây một hai tháng. Cho nên, điều này rất mâu thuẫn và quỷ dị. Có gì lạ đâu, Hạ Thiên cũng không để ý, ta biết có không ít phương pháp có thể mang lại hiệu quả này, cũng có khả năng chỗ đó đã từng xuất hiện hiện tượng lệch thời gian và không gian, cũng chẳng có gì kỳ quái. Triệu Thanh Thanh nói tiếp, sư phụ, kiến thức của ngươi rộng rãi, đương nhiên ngươi sẽ cảm thấy chuyện này chẳng có gì kỳ quái. Nhưng xung quanh đây đều là người bình thường, Bọn họ không thể nào tiếp nhận tình huống này. Huống chi, gần đây lại có một số du khách mất tích, còn có người đã chụp được hình ảnh u linh sơn trang đèn đuốc sáng trưng xuất hiện trên đỉnh núi vào lúc nửa đêm. Cho nên tình huống mới trở nên nghiêm trọng. Trên đỉnh núi, Hạ Thiên nhảy lên, ôm Triệu Thanh Thanh bay lên đỉnh núi, quét mắt nhìn một vòng tình huống chung quanh, không có sơn trang gì cả, ngược lại có không ít hố. Triệu Thanh Thanh cảm giác thực lực của Hạ Thiên tiến bộ rất lớn trước đó mặc kệ là nàng tự phi hành hay hạ thiên mang theo nàng phi hành mặt đều có gió thổi qua còn cảm nhận được không khí lưu động bên cạnh bây giờ nàng không hề có cảm giác gì giống như đang thuấn di triệu thanh thanh nói sáu bảy chục năm trước nơi này được sử dụng như trường bắn cho nên mới có không ít hố bom để lại nói xong nàng chỉ vào một số công trình kiến trúc cách đây không xa những gian nhà đó chính là ký túc xá nhưng bây giờ đã rách nát không chịu nổi. Ban đầu, mọi người cũng tính dỡ bỏ, về sau sẽ xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở đây. Trong lúc hai người đang nói chuyện, bỗng một luồng ánh sáng mạnh chiếu đến, tiếp theo là một giọng nói vô cùng nghiêm túc quát hỏi, "Này, hai ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Loại ánh sáng này hoàn toàn không có tác dụng với Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh nhìn thấy ba người thanh niên đứng đằng sau, không khỏi cau mày nơi này đã bị phong tỏa, cấm người ngoài tiến vào, làm sao các ngươi vào đây được? Ngươi cần chi quan tâm chúng ta vào bằng cách nào? Một cô gái tóc thắt bím bẩn thỉu khoảng 20 tuổi bất mãn nói, bây giờ chúng ta đang hỏi ngươi đấy. Tốt nhất ngươi nên thành thật trả lời. Nếu không, ngươi có tin ta đánh ngươi không? Nhìn diện mạo của các ngươi, hẳn là sinh viên. Triệu Thanh Thanh thản nhiên nói, tuy bây giờ đang là ngày nghỉ, nhưng nơi này không phải là nơi mà các ngươi nên đến một gã thanh niên đầu đinh cầm gậy điện trong tay chỉ vào triệu thanh thanh, bớt nói con mẹ ngươi đi. Các ngươi mau tranh thủ thời gian cút cho ta. Tối nay, nơi này là địa bàn của tham linh tổ ba người chúng ta. Tham linh tổ ba người, triệu thanh thanh cao mày, đoạn video trên mạng là do các ngươi đăng lên. Gã thanh niên tóc dài cầm đèn pin trong tay mỉm cười, huyết sáo với triệu thanh thanh, nghĩ không ra mỹ nữ còn biết chúng ta. Nếu các ngươi có thể yên tĩnh một chút, anh em chúng ta có thể để các người chụp ảnh quay phim, giúp các người nổi tiếng một chút." Ngớ ngẩn, Hạ Thiên nói, "Các người tốt nhất đừng nên chết ở đây." "Mẹ nó, con mẹ ngươi mắng ai ngớ ngẩn đấy?" Gã thanh niên đầu đinh quát to, vung gậy điện sông đến Hạ Thiên. "Bành!" Gã thanh niên đầu đinh còn chưa đến gần Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, bỗng nhiên cả người bay ngược ra ngoài, ngã theo tư thế chó đấp cứt. "Cường Tử, ngươi không sao chứ?" cô gái giật mình, vội vàng chạy đến đỡ gã thanh niên đầu đinh. Triệu thanh thanh nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên, sư phụ, người không cần xuống tay nặng như thế, cảnh cáo bọn họ một chút là được rồi. Không phải ta ra tay, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Không phải ngươi ra tay, thế thì là ai? Triệu Thanh Thanh không khỏi ngẩn người. Trung quanh chỉ có 5 người bọn họ. Nếu Hạ Thiên không ra tay, nàng cũng không ra tay, vậy thì có thể là ai? gã thanh niên tóc dài hiển nhiên không ra tay nặng như vậy với đồng bọn của mình hơn nữa hắn ta cách gã đầu đinh một đoạn hoàn toàn không chạm đến đối phương gã thanh niên tóc dài như phát mộng cường tử người sao vậy cô gái tức giận vọt đến hạ thiên và triệu thanh thanh lạnh giọng quát có gì thì nói một câu các ngươi có cần phải ra tay nặng như vậy không nếu cường tử có gì các ngươi cũng đừng trách ta không bỏ qua cho các ngươi trần quả nhi không phải bọn họ ra tay đâu. Gã thanh niên tóc dài cao mày, cuống cuồng nhìn chung quanh, vừa rồi ta nhìn thấy, cường tử cách bọn họ ít nhất 5-6 mét, hoàn toàn không liên quan. Trần Quả Nhi bất mãn nói, người nói cái gì vậy? Không phải bọn họ thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ có quỷ? Ô ô ô! Đúng lúc này, không biết từ nơi nào thổi đến một luồng gió lạnh, phát ra âm thanh kỳ quái, giống như tiếng nữ quỷ đang khóc nức nở mau quay về phòng thôi. Gã thanh niên tóc dài biến sắc, thu lại đèn pin công suất lớn, quay người kéo cường tử chạy vào bên trong căn ký túc xá rách nát. Triệu thanh thanh nhìn thoáng qua nơi phát ra gió núi, cũng không phát hiện có gì dị dạng, không hiểu vì sao ba người thanh niên đó lại sợ như vậy, sư phụ, chúng ta qua đó xem một chút đi. Hạ thiên tất nhiên không thành vấn đề, dù sao hắn cũng đi theo triệu thanh thanh ra ngoài tản bộ tiêu cơm mà thôi các ngươi đi theo ta làm gì bên trong căn ký túc xá rách nát trần quả nhi thấy hạ thiên và triệu thanh thanh tiến vào không khỏi sinh lòng cảnh giác các ngươi ra ngoài cho ta hạ thiên lười biếng đáp chẳng lẽ chỗ này là nhà ngươi sao quả nhi bình tĩnh lại đi gã thanh niên dìu gã đầu đinh dựa vào tường quay lại nói với hạ thiên và triệu thanh thanh thật ngại quá cảm xúc của nàng ấy không ổn định ta thay mặt nàng ấy xin lỗi hai ngươi Nơi này trước sau mất tích không ít người, xác thực rất nguy hiểm. Triệu Thanh Thanh thấy ba người bọn họ cũng không phải người xấu, có lòng tốt muốn khuyên bọn họ rời đi, ta không phải nói đùa với các ngươi. Cho dù có muốn quay video, các ngươi có thể tìm tài liệu tốt hơn, không nhất thiết phải đến những nơi nguy hiểm như thế này. Lời còn chưa nói hết, gã thanh niên tóc dài cắt ngang lời Triệu Thanh Thanh, ngay cả các ngươi cũng cảm thấy nơi này nguy hiểm, điều này nói rõ ở đây tuyệt đối có vấn đề chỉ cần chúng ta có thể quay được hình ảnh càng đặc sắc chúng ta nhất định có thể nổi tiếng các ngươi không nổi tiếng được đâu hạ thiên nhếch miệng nói trần quả nhi thật sự nghe không lọt mấy lời này chừng hạ thiên một cái người dựa vào đâu mà nói như thế ngươi cho rằng ngươi là ai lượt xem của chúng ta cho đoạn video vừa rồi đã hơn một triệu người video đó đã bị xóa triệu thanh thanh thản nhiên nói cho dù các ngươi có đăng thêm nhiều video như thế cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị xóa, thậm chí không qua được xét duyệt. Các ngươi đừng nên lãng phí thời gian ở đây nữa. Cho dù bị xóa, chúng ta cũng muốn quay." Gã thanh niên tóc dài cắn răng, quyết tâm nói, "Nói chúng ta quay video không được hay thì còn có thể, nhưng có người nói chúng ta làm giả video, điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Ta nhất định phải chứng minh cho những người kia biết, chúng ta không có làm gì. Nơi này thật sự có vấn đề." U Linh Sơn Trang cũng thật sự tồn tại. Cho dù các ngươi quay được, các ngươi cũng chẳng chứng minh được điều gì, vẫn sẽ có người nói các ngươi làm giả video, cần chi phải vậy chứ? Triệu Thanh Thanh tiếp tục khuyên, muốn kiếm tiền vẫn còn con đường khác, muốn tìm kích thích thì có thể thử những hoạt động thể thao, dù sao chúng vẫn an toàn hơn. Trần Quả Nhi hờn dỗi nói, chúng ta quay video không phải để kiếm tiền, cũng không phải để tìm kích thích chỉ là muốn chia sẻ cho mọi người những gì mà chúng ta chứng kiến. các người thì biết cái gì? được rồi, tùy các người vậy. triệu thanh thanh biết có nhiều lời với loại người này cũng vô dụng. đến lúc đó, nếu có nguy hiểm, nàng thuận tay cứu bọn họ là được. gã thanh niên tóc dài ném ánh mắt về phía trần quả nhi. bọn họ dìu gã thanh niên đầu đinh vào một gian phòng bên cạnh. sau khi vào phòng, trần quả nhi không khỏi thấp giọng hỏi gã thanh niên tóc dài. Phong ca, hai người kia đến làm gì? Có phải? Không đâu, gã thanh niên tóc dài lắc đầu, nhưng biểu hiện trên mặt có vẻ ngưng trọng, không cần để ý đến bọn họ. Bây giờ ngươi cho cường tử uống nước và thuốc đi, để hắn ta tỉnh lại rồi nói. Trần Quả Nhi không còn vẻ điêu ngoa và vô lễ như khi đối mặt với Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, vô cùng nghe lời lấy nước và thuốc từ trong túi ra, cho gã thanh niên đầu đinh đang hôn mê uống vào vừa rồi cường tử bị thứ gì đánh ngất xỉu thế trần quả nhi không nhịn được liền hỏi gã thanh niên tóc dài vừa mở camera vừa nói cũng không biết nữa có thể là do hắn ta trượt chân đừng nói cái này nữa lát nữa chúng ta lên mái nhà bắt đầu trực tiếp người kiểm tra máy móc trước đi ta đi dò xét tình huống của hai người kia trần quả nhi gật đầu sau đó bước đến kiểm tra thiết bị của bọn họ Gã thanh niên tóc dài bước ra ngoài dạo quanh một vòng, cũng không phát hiện có dị dạng gì, lúc này mới tiến vào gian phòng của Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Vừa rồi thật sự có chút xấu hổ, chúng ta không được lịch sử với hai người cho lắm. Gã thanh niên móc bao thuốc, gõ gõ phần đáy, một điếu thuốc lá được đẩy ra ngoài. Hắn ta tự nhiên đưa về phía Hạ Thiên, ta tên Cao Phong, ba người chúng ta đều là sinh viên của trường điện ảnh sân khấu và truyền hình không biết hai vị sưng hô như thế nào. Ta không hút thuốc." Hạ Thiên khoát tay. Triệu Thanh Thanh giới thiệu, "Hắn tên Hạ Thiên, ta tên Triệu Thanh Thanh, về phần công việc thì không cần phải nói." "Ồ, thì ra hai vị đã đi làm, ta còn tưởng rằng hai người là sinh viên nữa chứ." Gã thanh niên tóc dài có chút ngoài ý muốn đánh giá Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Ban đầu, hắn ta còn tưởng rằng hai người Hạ Thiên là sinh viên. Dù sao tướng mạo của bọn họ còn rất trẻ. Từ nhỏ ta đã thích nghiên cứu những hiện tượng linh dị. Đây chỉ là sở thích cá nhân, quay video cũng chỉ muốn chia sẻ cho nhiều người được biết mà thôi, hoàn toàn không có suy nghĩ mưu lợi. Gã thanh niên tóc dài bắt đầu tự thuật bản thân, mặc kệ Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh có thái độ gì, ta thật sự không quan tâm hai vị là ai, hai người đến đây để làm gì. Cho nên, ta cũng muốn hai vị đừng nên can thiệp vào chuyện của chúng ta, như thế nào? triệu thanh thanh cảm giác trong lời nói của gã thanh niên này có hàm ý nhưng nàng cũng lười đoán ta nói không được hay cho lắm nhưng ta hy vọng các ngươi sẽ không hối hận vì sự lỗ mãng của ngày hôm nay tất cả đều là người trưởng thành biết mình đang làm cái gì gã thanh niên tóc dài còn tưởng triệu thanh thanh đang uy hiếp bọn họ hít một hơi thuốc chậm rãi nhả khói ánh mắt che giấu dưới mái tóc bồng bềnh chỉ cần các ngươi không can thiệp vào sẽ không có chuyện gì đâu Hạ Thiên cười nói, bây giờ mấy kẻ ngớ ngẩn đi tìm chết đều tự tin như vậy sao? Này, anh trai, nói chuyện nên chú ý một chút. Gã thanh niên tóc dài lườm Hạ Thiên, tiện tay ném nửa điếu thuốc hút dở xuống đất, người đừng có gọi người khác ngớ ngẩn này ngớ ngẩn nọ. Nếu không phải tối nay ta có chuyện phải đổi chỗ, ta đã đánh rất sang ngươi rồi. Không cần đổi chỗ, bây giờ ngươi có thể thử. Hạ Thiên ngáp một cái. Triệu Thanh Thanh có chút buồn cười, kéo Hạ Thiên một cái, người đã lớn như vậy mà còn tức giận với một đứa con nít. Gã thanh niên tóc dài không khỏi ngẩn người. Người nam nhân trước mặt nhìn tuổi tác cũng không lớn lắm, nói chuyện cứ như ông già, khiến người ta phải khó chịu. Nhưng Triệu Thanh Thanh lại không cảm thấy có vấn đề. Nàng và Hạ Thiên đều đã hơn 30, gã thanh niên tóc dài mới 20, cộng thêm bọn họ là tu tiên giả. Trong tiềm thức của nàng, tất cả học sinh đều là đứa bé. Nói đến đây thôi, Gã thanh niên tóc dài cảm giác không đoán ra được hai người trước mắt, cũng không muốn nói thêm điều gì, lát nữa, nếu gặp chuyện, ta chẳng rảnh để ý đến các ngươi. Các ngươi tốt nhất đừng cầu cứu ta. Nếu các ngươi gặp phải nguy hiểm, các ngươi có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Triệu thanh thanh thành thật nói, ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Gã thanh niên tóc dài cuối cùng cũng hiểu được căn nguyên khó chịu, chính là thái độ coi mình là gà nhép của đối phương. À, lúc này căn phòng bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi không ổn rồi là giọng của quả nhi sắc mặt gã thanh niên tóc dài thay đổi quay người xông về phía phòng bên cạnh cao giọng reo lên quả nhi làm sao vậy xảy ra chuyện gì rồi trong phòng trần quả nhi ngồi bệt dưới đất ánh mắt hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ đưa tay chỉ cường tử bị bắt rồi bị bắt gã thanh niên tóc dài ngẩn người không hiểu có ý gì bị ai bắt không biết hình như là cây mây mà hình như là xúc tu sắc mặt trần quả nhi tái nhợt ta cũng không nhìn thấy rõ tốc độ của vật kia quá nhanh phong ca người mau đi cứu cường tử đi mặc dù gã thanh niên tóc dài không quá tin tưởng trần quả nhi nhưng hắn ta vẫn rút cây súng lục đặt ở góc tường còn có hai con dao găm người ở đây tuyệt đối đừng đi loạn để ta ra ngoài xem một chút sư phụ chúng ta cũng ra đó xem một chút đi. Triệu Thanh Thanh cao mày, nói với Hạ Thiên. Không cần, Hạ Thiên mỉm cười nói, trò hay sẽ ở đây, không phải ở bên ngoài. Trò hay sẽ bắt đầu nhanh thôi. Đương nhiên, diễn viên chính không phải Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh mà là ba sinh viên đến đây quay video. Hai ba phút trước, gã thanh niên đầu đinh bị đánh ngất không biết bị thứ gì ngoài cửa sổ bắt đi. Tiếp theo gã thanh niên tóc dài đuổi theo, căn phòng bên cạnh chỉ còn lại cô gái tên Trần Quả Nhi. Sư phụ, nàng ấy có thể gặp nguy hiểm hay không? Triệu Thanh Thanh ở phòng bên này vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi và run rẩy của cô gái kia, không khỏi lo lắng hỏi. Hạ Thiên Thuận miệng đáp, đương nhiên có nguy hiểm rồi, thậm chí có thể sẽ chết, nhưng chết cũng không sao. Người nói nghe có vẻ máu lạnh quá, Triệu Thanh Thanh kỳ quái nhìn Hạ Thiên, sư phụ, người có ý kiến với nàng ta sao? Ta không biết nàng ta có thể có ý kiến gì chứ." Hạ Thiên nhếch miệng, hơn nữa, điều này cũng không có liên quan gì đến máu lạnh hay không. Triệu Thanh Thanh càng thêm không hiểu, vậy vì sao ngươi nói chết cũng không sao? Nói xong, nàng đột nhiên hiểu ra điều gì đó, "Sư phụ, ý của ngươi là cô gái này có vấn đề?" "Ở thêm một chút nữa thì ngươi sẽ biết thôi." Hạ Thiên cũng không trả lời. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một bóng người lảo đảo xông vào lại lảo đảo ngã xuống, thiếu chút nữa lại như chó đấp cứt. Cường Tử, Trần Quả Nhi nhìn thấy bóng người vọt đến, lập tức đỡ dậy, gương mặt tràn ngập kinh ngạc và lo lắng. Làm sao ngươi về được? Phong ca đâu? Phong ca, Phong ca nào? Gã Đầu Đinh hơi ngẩng đầu, biểu hiện nghi hoặc. Mấy giây sau mới tỉnh hồn lại. A, à, đúng rồi, Phong ca đâu? Hắn ta còn chưa trở về sao? Trần Quả Nhi kinh ngạc nhìn Gã Đầu Đinh. Vừa rồi không biết ai đã lôi ngươi đi, Phong ca đuổi theo cứu ngươi, ngươi không thấy sao? Ngươi đang nói cái gì thế? Gã đầu đinh cũng kinh ngạc nhìn Trần Quả Nhi, vừa rồi ta nhìn thấy Phong ca bị ai đó đánh, cho nên ta nhảy từ cửa sổ ra ngoài xem tình huống như thế nào. Không đúng, Trần Quả Nhi lắc đầu, vừa rồi ta vẫn luôn chăm sóc ngươi, sau đó ngoài cửa sổ có thứ gì đó lôi ngươi đi. Ta gọi Phong ca, hắn ta liền chạy ra ngoài cứu ngươi lời nói của hai người không khớp nhau, tất cả đều rơi vào nghi ngờ, ánh mắt nhìn đối phương không tự chủ được mang theo sự hoài nghi. Được rồi, không nói thứ này nữa. Gã đầu đinh cảm thấy có nói thêm gì nữa cũng sẽ hoài nghi thêm mà thôi, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta thu dọn đồ đạc chuyển sang nơi khác. Trần Quả Nhi hơi do dự, nhưng Phong ca bảo ta ở đây chờ hắn ta, tuyệt đối không thể rời đi. Người nghe hắn ta hay là nghe ta? Gã thanh niên đầu đinh hơi mất hứng, ta mới là bạn trai của ngươi. Bây giờ ta bảo ngươi thu dọn đồ đạc, ngươi có nghe hay không? Trần Quả Nhi nghe xong, trong lòng không vui nhưng vẫn nghe lời đi thu dọn đồ đạc. Nhưng bọn họ còn chưa rời đi, lại có một bóng người vọt vào, đâm thẳng vào Trần Quả Nhi. Phong, Phong ca, Trần Quả Nhi bị đẩy ngã vào góc tường, ngươi không sao chứ? Người vừa vọt vào chính là gã thanh niên tóc dài hắn ta đang hoảng sợ, giữa lưng vào tường nhìn chầm chầm gã thanh niên đầu đinh, thấp giọng hỏi Trần Quả Nhi, hắn ta trở về từ lúc nào? Ngươi nói cường tử, hắn ta vừa về không bao lâu, Trần Quả Nhi sững sờ, có chuyện gì sao? Gã thanh niên tóc dài lạnh lùng nhìn gã thanh niên đầu đinh, nghiêm túc hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Vừa rồi ta đuổi theo ra ngoài, tận mắt nhìn thấy cường tử bị kéo vào bên trong cái hố, tại sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây? cao phong người đang nói cái gì thế gã thanh niên đầu đinh hơi tức giận ta nhìn thấy người bị người ta đánh cho nên mới nhảy ra ngoài cửa sổ giúp ngươi kết quả ngươi thấy ta liền bỏ chạy ta đuổi theo ngươi cả nửa ngày thì mất dấu ta còn tưởng ngươi quay về rồi đánh giám gã thanh niên tóc dài quả quyết phủ nhận khi ngươi ngất xỉu ta còn đang nói chuyện với đôi nam nữ phòng bên cạnh bọn họ có thể làm chứng cho ta ngươi rõ ràng đang bất tỉnh làm sao nhảy qua cửa sổ được không phải cao phong lời này của ngươi có ý gì gã thanh niên đầu đinh hơi khó chịu chỉ vào cao phong gã thanh niên tóc dài nhìn gã thanh niên đầu đinh không có gì chẳng qua ta cảm thấy ngươi có vấn đề bây giờ tốt nhất ngươi nên cách xa chúng ta ra như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người quả nhi là bạn gái của ta dựa vào cái gì mà bảo ta cách xa rồi ở cùng một chỗ với ngươi Gã thanh niên đầu đinh sông đến chỗ Trần Quả Nhi, Quả Nhi, đến đây cho ta, người này nhất định không phải Cao Phong. Trần Quả Nhi như phát mộng, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Tại sao hai người này vừa ra ngoài một chuyến, quay về đã biến thành cái dạng này? Người đừng nghe hắn ta, gã thanh niên tóc dài trịnh trọng cảnh cáo, ta đã tận mắt nhìn thấy cường tử bị lôi vào bên trong một cái hố, trong khoảng thời gian ngắn khó mà bỏ lên. Không tin, người cầm theo thiết bị, chúng ta đến cái hố kia cứu cường tử ra. Gã thanh niên đầu đinh cũng nói, buồn cười, ta thấy người muốn dẫn Trần Quả Nhi ra ngoài, sau đó đẩy nàng ấy xuống hố giết chết nàng ấy. Người nói mới là buồn cười, tại sao ta lại muốn giết Quả Nhi chứ? Mặt gã thanh niên tóc dài trầm như nước, lạnh giọng nói, ta thấy người mới là có ý khác. Hai người các ngươi đừng ồn ào nữa, Trần Quả Nhi bó tay, cái này có gì hay đâu mà tranh giành. Ba người chúng ta cùng đi xem, thật giả chẳng phải sẽ rõ ràng sao. Cũng được, gã thanh niên tóc dài khiêu khích gã thanh niên đầu đinh, người có dám đi theo chúng ta không? Gã thanh niên đầu đinh lạnh lùng nói, ta có cái gì mà không dám. Nhưng người đi trước đi. Người đi song song với ta, đồ đưa cho Quả Nhi cầm, ta không tin tưởng ngươi. Gã thanh niên tóc dài cảnh giác nói. Ba người cùng nhau bước ra khỏi phòng, gã thanh niên đầu đinh và gã thanh niên tóc dài đều cầm một cái đèn pin, những thứ khác do Trần Quả Nhi cầm, nhìn qua thì có vẻ không được đàn ông cho lắm, nhưng tình huống bây giờ thật sự quá quái dị, ba người cũng không để ý đến quá nhiều. Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh tất nhiên cũng vội vàng đi theo. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn đầu của gã thanh niên tóc dài, ba người cùng đến trước một cái hố. Chính là chỗ này vừa rồi ta đuổi đến đây tận mắt nhìn thấy cường tử bị rơi xuống hố gã thanh niên tóc dài đưa tay chỉ vào một cái hố đằng trước có một đám cỏ dại che phủ quả nhi chỉ cần chiếu đèn pin vào là biết ta nói đúng hay sai ta sẽ ở sau lưng bảo vệ ngươi không để cho người khác tổn thương ngươi gã thanh niên đầu đinh hừ lạnh một tiếng làm sao có thể chắc chắn ngươi không đẩy quả nhi xuống hố chứ hai người các ngươi cách ta xa một chút Trần Quả Nhi chiếu đèn pin xuống hố, phát hiện có một người nằm bên trong, nhưng ánh sáng không đủ, không thấy rõ. Rốt cuộc là ai? Đành phải gọi hai tiếng Cường Tử, Cường Tử. Trần Quả Nhi lôi một đoạn dây thừng từ trong túi ra, tìm một điểm tựa gần đó, buộc một đầu vào điểm tựa, đầu còn lại buộc vào hông của mình. Sau đó nói với hai gã thanh niên: Ta đi xuống xem một chút, hai người không được làm loạn. Nếu ai động dây thừng, người đó có vấn đề. Gã thanh niên tóc dài gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ canh chừng, tuyệt đối không để hắn ta làm loạn. Người mới cẩn thận đấy. Gã thanh niên đầu đinh cả giận nói, người dám loạn động, người có tin ta đánh bể đầu ngươi không? Mặc dù trong lòng Trần Quả Nhi tràn ngập hoài nghi, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng yên tâm một chút, chậm rãi bỏ xuống cái hố bên dưới. Nhưng khi nàng vừa mới xuống hố, hai gã thanh niên đứng bên trên đã cắt đứt dây thừng. a à, chỉ nghe dưới hố vang lên tiếng kêu sợ hãi sau đó là tiếng bịch hiển nhiên trần quả nhi đã bị rơi xuống hố hơn nửa ngày sau cũng không có tiếng động nào bây giờ chúng ta đi giải quyết đôi nam nữ kia nữa là xong ánh mắt gã thanh niên lộ ra vẻ âm tàn lạnh lùng nói chúng ta phải tranh thủ thời gian sắp bắt đầu rồi đúng vậy gã thanh niên tóc dài nhẹ gật đầu không thể làm chậm trễ được chậm trễ cái gì lúc này triệu thanh thanh lạnh lùng xuất hiện hai người các ngươi rốt cuộc là ai tại sao lại giết người ở đây giết người giết người nào gã thanh niên tóc dài mỉm cười ta hoàn toàn chẳng biết ngươi đang nói cái gì triệu thanh thanh thản nhiên nói vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy các ngươi còn muốn giả ngu nói nhảm với nàng ta làm gì cứ giết gã thanh niên đầu đinh lười nói nhảm cầm con dao găm trong tay xông đến triệu thanh thanh đáng tiếc triệu thanh thanh không phải người bình thường mấy kiểu công kích như thế chẳng khác nào trẻ con ném bùn nàng giơ chân đạp bay gã thanh niên đầu đinh thân thủ tốt như thế xem ra ngươi không phải người bình thường gã thanh niên tóc dài nhìn thấy trong lòng không khỏi khẩn trương lên rốt cuộc ngươi là ai ngươi đến đây để làm gì triệu thanh thanh thuận miệng đáp ta là ai ngươi không cần biết ta đến đây chính là muốn điều tra những vụ án mất tích liên tiếp xuất hiện ở đây. Vụ án mất tích, gã thanh niên tóc dài nhếch miệng, thản nhiên nói, vậy ngươi không cần điều tra nữa. Những người bị mất tích đều nằm dưới cái hố đó. Đều là do các ngươi giết, triệu thanh thanh hỏi ngược lại. Gã thanh niên tóc dài lắc đầu, có chút tự diễu, người thấy chúng ta có giống người lợi hại không? Đúng là không giống, Triệu Thanh Thanh thật sự không phát hiện được điểm gì khác thường trên người hai người này, cùng lắm chỉ cảm thấy lời nói của bọn họ hơi kỳ lạ, nhưng vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy các người cắt đứt dây thừng của cô gái kia. Không cắt không được, biểu hiện của gã thanh niên tóc dài có chút lo sợ không yên, nữ nhân kia có vấn đề. Rõ ràng nàng ta đã chết trong lần quay video trước, nhưng khi chúng ta vừa đến đây, nàng ta lại xuất hiện, nhưng trí nhớ vẫn còn lưu lại vào cái ngày chúng ta quay video triệu thanh thanh suy đoán có lẽ lần trước nàng ta chưa chết chỉ bị thương sau đó trí nhớ bị tổn hại không thể nào gã thanh niên tóc dài quả quyết phủ nhận nàng nàng ta tuyệt đối không có khả năng còn sống triệu thanh thanh đột nhiên hiểu ra lạnh lùng nói xem ra trước đó các ngươi đã giết nàng ta cho nên các ngươi mới chắc chắc nàng ta không có khả năng còn sống là chúng ta giết thì thế nào gã thanh niên tóc dài cũng lười che giấu dù sao bọn họ cũng không có ý định để hai người trước mắt sống sót lúc đó chúng ta đã chặt nàng ta thành tám khúc sau đó dùng lửa đốt sạch từng khúc làm sao nàng ta có thể sống sót được triệu thanh thanh hỏi tại sao các ngươi lại giết nàng ấy trước đó bởi vì nàng ấy dẫn chúng ta đến đây cái gọi là video linh dị cũng là do nàng ấy quay được giọng nói của gã thanh niên tóc dài trở nên hung dữ nàng ta nói video sẽ nổi tiếng có người bỏ ra một triệu đồng để mua video của chúng ta. Nàng ta há miệng đòi 800, mẹ nó, tham vừa thôi chứ, nàng ta không chết thì ai chết. Triệu Thanh Thanh nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Mặc dù hai người này đã trải qua chuyện có chút quỷ dị nhưng không có mối liên hệ nào với U Linh Sơn Trang. Nhưng nếu đã gặp phải, nàng tất nhiên phải bắt hai tên cặn bã này về quy án. Lúc này, bên trong cái hố truyền đến âm thanh huyên náo, giống như có thứ gì đó bỏ lên nàng ta sắp lên rồi gã thanh niên đầu đinh nghe được âm thanh này ra đầu run lên nói với gã thanh niên tóc dài nhanh lên không thể chậm trễ được nữa ánh mắt gã thanh niên tóc dài lộ ra vẻ hoảng sợ rút một cây súng lục nói với triệu thanh thanh ta không muốn giết người nữa chỉ muốn rời khỏi nơi này cho nên người tốt nhất đừng nên cản trở chúng ta nếu không ta bắn chết ngươi Triệu Thanh Thanh khó hiểu hỏi, các người muốn rời đi thì cứ đi, không cần thiết phải giết người. Người thì biết cái gì? Gã thanh niên tóc dài hung tợn nhìn Triệu Thanh Thanh, ta đếm đến ba, nếu người còn không tránh ra, ta sẽ nổ súng. Lề mề quá, gã thanh niên đầu đinh khó chịu, từ dưới đất bò dậy vọt đến đoạt súng trong tay gã thanh niên tóc dài, nổ ba phát về phía Triệu Thanh Thanh, bắn xong cũng không thèm nhìn, dẫn gã thanh niên tóc dài chạy đi ba phát súng này tất nhiên không bắn chúng triệu thanh thanh nhưng nàng thật sự có chút hiếu kỳ hai gã thanh niên kia dường như rất sợ cái hố nàng vội chạy đến bên cạnh cái hố để kiểm tra mặc dù hai người kia nói trần quả nhi đã chết mấy ngày trước nhưng triệu thanh thanh không tin a à, triệu thanh thanh là tu tiên giả ngũ giác đã vượt qua người bình thường mấy chục lần không cần đèn chiếu sáng nàng cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong cái hố điều kỳ lạ là dưới hố rỗng tuyết không có thứ gì. Âm thanh huyên náo kia giống như dây leo cọ sát vào vách đá phát ra mà thôi. Triệu thanh thanh tận mắt nhìn thấy cô gái kia rơi xuống hố, bây giờ lại không nhìn thấy thứ gì, điều này rõ ràng không thích hợp. Nàng quyết định nhảy xuống hố xem thử tình huống bên dưới như thế nào. Cách đó không xa, ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, chưa đến vài giây đã chiếu sáng một nửa ngọn lạc phong sơn như ban ngày. Triệu Thanh Thanh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy được hình ảnh bên trong video được đăng lên mạng. Một sơn trang cổ xưa xuất hiện trên đỉnh núi, chung quanh sơn trang đều treo đèn lồng đỏ, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ còn có tiếng người truyền đến, phá lệ quỷ dị trên ngọn núi yên tĩnh này. Sư phụ, người nhìn thấy không? Triệu Thanh Thanh nhỏ giọng kêu lên. Hạ Thiên kịp thời xuất hiện bên cạnh Triệu Thanh Thanh, đương nhiên nhìn thấy triệu thanh thanh hỏi tiếp sơn trang này là thật sao hay chỉ là ảo giác cần chi quan tâm nó là thật hay giả hạ thiên nhếch miệng qua đó nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao được chúng ta qua đó đi triệu thanh thanh gật đầu lúc này nàng nhìn thấy hai gã thanh niên trong tham linh tổ ba người khiêng máy quay vọt vào trong sơn trang sau khi đến gần sơn trang Triệu Thanh Thanh bỗng nhiên cảm nhận được có một luồng khí thức vừa mỏng vừa sền sệt dính lên người nàng, khiến nàng có cảm giác không khỏe, nhưng cảm giác này rất nhanh biến mất. Khi nàng muốn đuổi theo, nó đã hoàn toàn không còn tâm hơi. Sơn Trang không có tên, hai bên trước cổng treo một cái đèn lồng, bên trên có viết một chữ mộc. Chẳng lẽ chủ nhân Sơn Trang họ mộc, Triệu Thanh Thanh vô thức nghĩ đến điều này. Nàng đưa tay sờ vào tường viện và cánh cổng, phát hiện cảm xúc rất chân thực, không hề giống ảo giác. Sau khi bước vào sơn trang, trong sân lại không có một ai, nhưng khắp nơi đều có tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng quát tháo, tiếng ồn ào, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, khiến cho màng nhĩ của người nghe có chút đau nhức. Không bao lâu sau, cửa sổ trở nên mờ đi, giống như một tầng giấy mỏng, tất cả cảnh tượng trong sơn trang đều lộ hết ra ngoài, thể hiện cuộc sống muôn màu muôn vẻ của cổ nhân. Nếu video này có thể đăng lên mạng, chúng ta sẽ nổi tiếng. Gã thanh niên tóc dài cầm camera quay hết toàn bộ đình viện bên trong sơn trang, còn có cảnh sống trong từng phòng, biểu hiện gần như điên cuồng. Gã thanh niên đầu đinh hưng phấn không thôi, cầm máy ảnh chụp xung quanh, miệng lẩm bẩm, nhịn lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng có thể kiếm chút đỉnh. Cho dù không đăng được lên mạng, bán cho những người kia cũng đủ kiếm được một số tiền lớn. Hai người tỉnh táo lại đi. Triệu Thanh Thanh nhịn không được, lạnh giọng nói, không nói trước những thứ mà các người quay có thể đăng lên mạng hay không. Chỉ vụ án các ngươi đồng lõa giết người, nói không chừng có thể bị phán án tử hình. Bây giờ các ngươi còn muốn nổi tiếng, muốn phát tài, người còn chưa chết sao? Gã thanh niên đầu đinh nhìn thấy Triệu Thanh Thanh, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn ta nhớ rõ mình đã bắn ba phát về phía nàng. Triệu Thanh Thanh khinh thường nói, người bắn xong chẳng lẽ không kiểm tra có bắn chúng người hay không? mẹ nó, suốt cuộc ngươi muốn gì? gã thanh niên đầu đinh ngung tận nhìn triệu thanh thanh, đừng có như nữ nhân kia, giống như âm hồn bất tán được không? âm hồn bất tán, mặt triệu thanh thanh ngưng lại, xem ra nàng ta thật sự đã bị các ngươi giết. gã thanh niên tóc dài tức giận nói, trần quả nhi không phải người, nàng ta chính là người từ trong sơn trang này bước ra, mấy tháng trước khi chúng ta đến đây nghiên cứu địa hình thì gặp được nàng ta về sau nàng ta gia nhập vào đội chúng ta chúng ta không giết nàng ta nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ giết chúng ta chúng ta chỉ tự vệ mà thôi không đúng ta nhớ tham linh tổ ba người các ngươi thành lập từ rất sớm vốn có một cô gái nếu trần quả nhi gia nhập sau đó thế cô bé trước kia đâu ánh mắt triệu thanh thanh nhìn chầm chầm gã thanh niên tóc dài và đầu đinh, cô bé đó cũng đã bị các ngươi giết rồi sao? Ngươi không phải cảnh sát, quản nhiều như vậy để làm gì? Gã thanh niên đầu đinh tức giận xông lên muốn đánh triệu thanh thanh, nhưng hắn ta còn chưa đụng vào người nàng, hắn ta đã bị hạ thiên một cước đạp bay. Hạ thiên nhếch miệng, khó chịu nói, thằng ngu ngươi dám đụng vào nữ nhân của ta, ngươi muốn chết đúng không? Được, ngươi muốn biết đúng không, để ta nói cho ngươi biết. Gã thanh niên tóc dài thấy gã đầu đinh bị đạp bay, ánh mắt hiện lên sát ý nhưng ngoài miệng lại rất hòa khí, cô bé kia thích cường tử, kết quả cường tử lại chọn Trần Quả Nhi, nàng ta liền rời nhóm. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Ta thấy cũng không đơn giản như vậy, Triệu Thanh Thanh cười lạnh, không chấp nhận lý do gã tóc dài đưa ra. Nàng lấy điện thoại gửi một tin nhắn về cho Thiên đạo tổ, yêu cầu bọn họ điều tra tham linh tổ ba người sau đó gửi dữ liệu vào điện thoại di động cho nàng. Này, người hỏi xong chưa? Gã tóc dài không kiên nhẫn nữa, các người muốn làm gì, chúng ta chẳng có hứng thú muốn biết. Chúng ta làm gì, tốt nhất các người đừng xen vào. Mọi người nước sông không phạm nước giếng không phải tốt hơn sao? Tại sao lại phải xen vào việc của người khác? Ngại quá, nghề nghiệp của ta chính là xen vào việc của người khác đấy. Triệu Thanh Thanh thản nhiên nói, hơn nữa, Người càng không muốn ta xen vào, ta lại càng muốn xen vào đến cùng. Sơn Trang này là như thế nào, ta tạm thời không để ý đến, nhưng hai người các ngươi nhất định phải đi với ta một chuyến. Mẹ kiếp, nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì đi chết đi. Gã thanh niên tóc dài không nén được lửa giận trong lòng, móc một cây súng lục từ trong ngực ra, bắn ba phát về phía triệu thanh thanh. Tương tự, ba phát này không bắn trúng triệu thanh thanh, nhưng cái gã đầu đinh đang nằm dưới đất lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cao Phong, con mẹ ngươi, ngươi dám bắn lão tử. Trên đùi gã thanh niên đầu đinh xuất hiện ba vết đạn, không ngừng chảy máu, vừa đau vừa giận, có phải ngươi muốn giết lão tử, sau đó ăn một mình hay không? Mẹ nó, ta nói cho ngươi biết, không có khả năng đó đâu. Nếu lão tử chết, tiểu tử ngươi cũng đừng hòng sống. Gã thanh niên tóc dài như phát mộng, Rõ ràng hắn ta bắn về phía Triệu Thanh Thanh, như thế nào lại bắn trúng đồng bọn của mình. Nhưng hắn ta lại bị lời nói của gã đầu đinh chọc giận, quyết định cho gã đầu đinh một phát, đâm lao phải theo lao, vậy ngươi cũng chết đi. A. À, điều kỳ lạ chính là, phát đạn này lại bắn trúng chân của hắn ta, khiến hắn ta ngã lăn xuống đất. Chuyện gì xảy ra thế? Gã thanh niên tóc dài hoảng sợ, chẳng lẽ nơi này thật sự có quỷ? Gã thanh niên đầu đinh nhìn thấy thảm trạng của gã thanh niên tóc dài, cao phong, người muốn giết ta, người cũng đừng trách ta khai hết mọi chuyện ngươi đã làm trước kia. Ngươi dám, gã thanh niên tóc dài cố nén đau, nói với gã thanh niên đầu đinh, nếu nói ra, người tưởng rằng mình sẽ thoát sao. Hai người các ngươi để lại di chúc xong chưa? Triệu thanh thanh chậm rãi tiến lên, nói với hai người, nếu các ngươi còn chưa nói xong, ta có thể tìm một chỗ yên tĩnh cho các ngươi từ từ nói. Chán gã thanh niên tóc dài đổ đầy mồ hôi, nói với Triệu Thanh Thanh, mau gọi xe cứu thương cho ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta cam đoan cái gì cũng khai, bao gồm sơn trang này đã xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể nói cho ngươi biết luôn. Họ cao kia, ngươi đúng là một tên chết nhát, gã thanh niên đầu đinh chúng ba phát đạn nhưng vẫn còn chưa ngất đi, cắn răng nói, là đàn ông, ngươi nên cắn chặt răng. Ngươi dám nói ra một câu, người nhà của ngươi sẽ gặp bất hạnh theo sư phụ, người hãy để tên kia ngậm miệng lại dùm. Triệu thanh thanh chừng gã thanh niên đầu đinh, sau đó quay sang nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên ngay cả ngân châm cũng không thèm móc, bắn ra một luồng khí kình vào mi tâm gã thanh niên đầu đinh, khiến cho gã không thể động đậy được nữa. Được rồi, bây giờ ngươi có thể từ từ nói, không ai quấy rầy ngươi nữa. Triệu thanh thanh nhấc gã thanh niên tóc dài, ném lên một tảng đá lớn trong sân như ném rác tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, đừng nghĩ đến chuyện dở trò, nếu không, ngươi phải gánh hậu quả đấy. Gã thanh niên tóc dài đau đến toàn thân run rẩy, môi cũng phát run, ngươi nên gọi xe cứu thương cho ta trước. Ta sợ ta sẽ chết do mất máu quá nhiều. Yên tâm đi, cho dù ngươi chết, sư phụ của ta cũng sẽ cứu ngươi. Triệu thanh thanh đưa tay chỉ hạ thiên, hắn là đệ nhất thần y trong thiên hạ, còn bảo đảm một mạng của ngươi hơn xe cứu thương đấy gã thanh niên tóc dài không biết phải làm sao đành phải nói người muốn biết cái gì ta đều có thể nói nhưng hãy để ta quay video xong sau đó chúng ta rời khỏi đây tìm một chỗ yên tĩnh rồi nói tiếp triệu thanh thanh quả quyết từ chối không cần nói ngay ở đây đi cái này cái này không được gã thanh niên tóc dài hoảng hốt nhìn xung quanh nhỏ giọng nói sơn trang này rất quỷ dị chúng ta không thể ở đây quá lâu nếu không nữ nhân kia sẽ xuất hiện nữ nhân nào triệu thanh thanh hỏi là trần quả nhi à không phải là một người khác gã thanh niên vừa mới nhắc đến bên trong sơn trang bỗng nhiên nổi lên từng cơn gió lớn ánh đèn xung quanh đồng loạt tắt ngóm chỉ còn lại mấy đèn lồng đỏ đang lung lay một bóng người mơ hồ từ trong ngọn núi chậm rãi bay ra nàng ta đến rồi nước mắt gã thanh niên tóc dài rơi xuống như mưa mặt sợ đến mức không còn chút máu Triệu Thanh Thanh cao mày, khí tức vừa quỷ dị vừa sền sệt một lần nữa dâng lên trong lòng. Một nữ nhân kỳ quái bước ra từ bên trong sơn trang, diện mạo hơi giống người cổ xưa, nhưng vẫn mượt mà, vành tai dài hơn người bình thường, nhưng cơ thể lại rất trẻ trung. Người này mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, mái tóc rất dài chỉ dùng một sợi dây cột sau lưng mà thôi. Sau khi nữ nhân này xuất hiện, cả tòa sơn trang giống như trong phim bị bấm ngừng, tất cả đều bất động, trên cửa sổ vẫn còn lưu lại hình ảnh của các nhân vật triệu thanh thanh nhìn chằm chằm nữ nhân vừa mới xuất hiện trong lòng đánh bột một cái cảm giác giống như đã gặp qua ở đâu đó rồi nhưng nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra mau thả ta ra mọi người yên lặng ra ngoài đi gã thanh niên tóc dài nhìn thấy nữ nhân xuất hiện hoảng hốt vô cùng nhỏ giọng nói với triệu thanh thanh nhanh lên nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết Gã đầu đinh nằm trên mặt đất không thể động đậy cũng hoảng loạn, ánh mắt mở to như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. "Ngươi là ai?" Triệu Thanh Thanh nhìn thấy biểu hiện của hai gã thanh niên, không khỏi hiếu kỳ, quát hỏi nữ nhân vừa đến. Gã thanh niên tóc dài bị dọa đến thiếu chút nữa tiểu ra quần, vội vàng nói với Triệu Thanh Thanh, "Đừng nói chuyện. Nếu ngươi muốn chết thì chết một mình đi, con mẹ nó ta còn sống chưa đủ mà." Thị lực của nàng ta không tốt nhưng thính lực lại rất linh mẫn người nói lời nào không tốt nàng ta sẽ phát hiện ra chúng ta mất các ngươi đã đến nữ nhân váy dài nghe được giọng nói liền mỉm cười quay sang nhìn triệu thanh thanh rất tốt các ngươi mang theo hai người đến ta rất vui nhưng gã thanh niên tóc dài run rẩy không ngừng vội vàng nói chỉ cần nương nương thả chúng ta đi chúng ta sẽ còn mang thêm nhiều người đến nữa ban đầu khi chúng ta đăng video lên mạng sẽ có rất nhiều người đến đây nhưng kết quả video lại bị xóa nơi này cũng cấm mở cửa thật sự không thể trách chúng ta được trách các ngươi không làm sao ta lại trách các ngươi chứ nữ nhân váy dài cười khẽ thái độ ôn hòa ta còn phải cảm ơn các ngươi nếu không phải các ngươi thức tỉnh ta nói không chừng qua một thời gian nữa ta sẽ bị san bằng thành một đống bùn nhão nghe xong triệu thanh thanh đột nhiên nghĩ đến một khả năng nhưng rồi lại cảm thấy suy đoán của mình thật sự có chút hoang đường nàng quát hỏi gã thanh niên tóc dài nữ nhân này rốt cuộc là ai gã thanh niên tóc dài nhìn triệu thanh thanh thấp giọng hỏi lại ngươi nhìn thấy diện mạo của nàng xem giống ai ta nhìn rất quen mắt nhưng nhất thời lại nghĩ không ra nghi hoặc của triệu thanh thanh cũng nằm ở chỗ này ngươi bớt nói nhảm đi mau trả lời ta gã thanh niên tóc dài đành phải đáp trước kia trên ngọn lạc phong sơn có một ngôi miếu không biết ngươi có ấn tượng hay không thì ra là thế, ta biết rồi. Triệu Thanh Thanh nghe xong, lập tức biết suy đoán của mình không sai. Lúc trước, Lạc Phong Sơn nổi tiếng ngoại trừ lá đỏ rơi đầy trời vào mùa thu thì còn có ngôi miếu Bồ Tát lâu đời trên đỉnh núi. Nhưng ngôi miếu đã bị hủy từ 60 năm trước, lúc đó còn có lời đồn rằng, khi ngôi miếu bị hủy, tượng Bồ Tát hiển linh, dự đoán được nguy hiểm đã sớm chạy trốn. Thế đạo này, cái gì cũng có thể thành tinh được sao? Trước đó, triệu thanh thanh cảm giác nữ nhân này có chút hiền hòa cũng bởi vì nhớ đến hình dáng của bồ tát gương mặt bồ tát tròn trịa ngũ quan thanh tú vành tai dính vai rất có phúc tướng tư thái thường lấy hình thể thiếu nữ mà tạo nên cho nên khi bồ tát biến thành chân nhân mới có cảm giác không hài hòa thời gian đã đến rồi nếu các ngươi còn không đi vậy các ngươi ở lại theo giúp ta cũng được giọng nói của nữ nhân váy dài khá êm tai nhưng trong lời nói không hề có chút tình cảm giống như một học sinh tiểu học đang đọc thuộc lòng gã thanh niên tóc dài vội vàng lắc đầu xin nương nương khai ân chúng ta lập tức đi ngay về sau chúng ta nhất định sẽ mang đến nhiều nhân khí cho ngươi hơn nếu ngươi giết chúng ta không ai giúp ngươi nữa giúp ta nữ nhân váy dài mỉm cười thật ra có quả nhi đã đủ rồi bây giờ nàng ấy đã có thể rời khỏi lạc phong sơn ngươi nói trần quả nhi triệu thanh thanh thản nhiên nói nàng ta đã bị hai tên cặn bã kia giết chết ném vào một cái hố rồi nữ nhân váy dài nghe xong im lặng một lát thở dài nói quả nhiên là thế ta nói tại sao quả nhi biết đêm nay ta sẽ hiện thân lại trốn tránh không ra gặp ta thì ra là thế gã thanh niên tóc dài vội vàng rũ sạch mọi liên quan là cường tử làm trước kia cũng là do hắn ta giết chẳng có liên quan gì đến ta cao phong con mẹ nó. Gã thanh niên đầu đinh cảm thấy trói buộc trên người yếu đi, lập tức giấy ruộng đứng lên, vọt đến trước mặt gã thanh niên tóc dài, rõ ràng là chủ ý của ngươi, bây giờ ngươi lại đẩy hết lên người ta. Gã thanh niên tóc dài vẫn bị triệu thanh thanh một chân dẫm lên tảng đá, không cách nào tránh né, ăn của gã thanh niên đầu đinh mấy quyền, không khỏi mắng lại, là chủ ý của ta, nhưng ngươi là người ra tay. Ngươi còn đặc biệt muốn tìm đạo sĩ làm phép, chính là muốn triệt để giết chết Trần Quả Nhi. Chó chết, hôm nay lão tử sẽ giết chết ngươi. Gã thanh niên đầu đinh thẹn quá hóa giận, đưa tay bóp cổ gã thanh niên tóc dài. Triệu thanh thanh nhìn thấy, cảm thấy rất khó chịu, một cước đạp bay gã thanh niên đầu đinh, các ngươi thành thật hết cho ta, tưởng ta là bài trí hả, còn dám ra tay trước mặt ta. Ngươi có tin ta đánh cho ngươi về sau nằm liệt giường luôn không? Sốt cuộc ngươi muốn làm gì? gã thanh niên tóc dài tức giận nói với triệu thanh thanh nếu ngươi là cảnh sát bây giờ ngươi hãy bắt chúng ta đến sở cảnh sát đi đừng dày vò chúng ta nữa nếu ngươi chỉ là một người bình thường xen vào chuyện người khác mà thôi vậy ngươi hãy mau thả ta ra nếu ngươi muốn chết thì cứ chết đi ta còn muốn sống thành thật ở lại cho ta nếu không bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết triệu thanh thanh trừng mắt nhìn gã thanh niên tóc dài sát ý lóe lên rồi biến mất, dọa gã thanh niên tóc dài thiếu chút nữa đái ra quần, khiến hắn ta phải ngoan ngoãn im miệng lại. Sao, nữ nhân váy dài đưa cặp mắt vô thần nhìn Triệu Thanh Thanh, cười nói, xem ra bọn họ tìm được một người không tầm thường. Người đến là để giết ta sao? Triệu Thanh Thanh thản nhiên nói, ta không phải sát thủ, sẽ không động một chút là giết người. Vậy thì tốt, ta cũng không phải. Nữ nhân váy dài gật đầu, Ta đến đây chỉ để điều tra một số chuyện. Triệu Thanh Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như ngươi là chủ nhân tòa sơn trang này, vậy ta hỏi ngươi là được. Được, ngươi hỏi đi. Nữ nhân váy dài cười ha hả, "Nhưng ngươi có thể gọi đồng bọn của ngươi chuyển sang nơi khác ngủ không? Ta không thích tiếng thở của hắn." Triệu Thanh Thanh sừng sốt, không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Thiên đang nằm ngủ trên một tảng đá từ lúc nào lại còn phát ra tiếng ngáy không nhỏ. Sư phụ, người không sao chứ? Triệu Thanh Thanh bước đến gần đẩy Hạ Thiên, nơi này không phải chỗ ngủ, nếu người mệt, có thể quay về nhà trước. Hạ Thiên ngáp một cái, nhắm mắt đáp, ta không mệt, chỉ là nơi này chán quá. Nếu ta không ngủ, nữ nhân kia sẽ chết, người sẽ chẳng còn gì để hỏi. Cho nên, người không cần để ý đến ta, cứ làm chuyện của mình đi triệu thanh thanh không hiểu được lời nói của hạ thiên nhưng hạ thiên đã bảo nàng tự xử lý nàng cứ nghe theo hắn là được ngươi vẫn chưa trả lời ta triệu thanh thanh quay người đối diện với nữ nhân váy dài ngươi là ai những hiện tượng linh dị phát sinh trong khoảng thời gian gần đây có liên quan gì đến ngươi không thi thể có phải là do ngươi dở trò quỷ còn nữa vị cô nương này ngươi có thể hỏi chậm một chút không chúng ta vẫn còn có thời gian nữ nhân váy dài khoát tay, một cái ghế màu đỏ rơi xuống sau lưng Triệu Thanh Thanh, người có muốn uống gì không? Không cần, Triệu Thanh Thanh ngồi xuống, ta hỏi xong sẽ đi. Đương nhiên, nếu những chuyện này liên quan đến ngươi, ta sẽ mang ngươi đi theo. Nữ nhân váy dài lắc đầu, ta không đi đâu, hoặc nói tạm thời sẽ không. Vẫn còn chưa đến lúc. Không phải do ngươi quyết định, Triệu Thanh Thanh lạnh giọng nói. Nữ nhân váy dài khẽ cười, vị cô nương này, người đang ở trên địa bàn của ta lại dám nói chuyện với ta như thế, cũng không biết nên nói gan ngươi lớn hay là nói người cuồng vọng nữa. Ta tên Triệu Thanh Thanh, không phải cô nương này cô nương nọ. Kiên nhẫn của Triệu Thanh Thanh trước giờ có hạn, lúc này nàng đã hơi mất kiên nhẫn, còn nữa, người tốt nhất đừng nên trốn tránh vấn đề của ta. Ta không thích như thế. Nữ nhân váy dài thở dài một tiếng, dường như hơi do dự, vậy ngươi hỏi đi, có thể trả lời ta nhất định sẽ trả lời. Không thể trả lời, người hỏi cũng vô dụng thôi. Triệu Thanh Thanh mặc kệ, hỏi một lần nữa, ngươi là ai? Nghiêm chỉnh là nói, ta không phải người. Nữ nhân váy dài mỉm cười, có chút tự diễu, người hẳn cũng nhìn ra được, việc này cũng chẳng cần phải giấu giếm. Ta chính là tượng Bồ Tát trong ngôi miếu lúc trước, sáu bảy chục năm trước. Có một tên tu tiên giả rảnh rỗi đến phát khủng đã điểm linh khí cho ta, thế là ta đã biến thành dạng này. Cũng không biết nên xem ta là yêu hay là linh vật nữa. Vị tu tiên giả kia là ai? Triệu Thanh Thanh không ngờ đến sẽ có chuyện như vậy, vội hỏi. Nữ nhân váy dài nhớ lại, chậm rãi đáp, là một nữ đạo sĩ, họ nhạc. Nàng ta nói mình đến từ Côn Luân Sơn, còn lại thì ta không biết. Côn Luân Sơn, Triệu Thanh Thanh trầm ngâm, thì ra là tu tiên giả trên Côn Luân Sơn, Tại sao nàng ta lại điểm linh khí cho ngươi? Ai mà biết, ngươi phải đi hỏi nàng ta chứ? Nữ nhân váy dài lạnh nhạt đáp. Triệu Thanh Thanh hỏi tiếp một vấn đề khá nghiêm trọng, chuyện gì đã xảy ra với những thi thể đó. Bọn họ không phải ta giết, thi thể được chôn cách lạc phong sơn khoảng 10.000 mét. Nữ nhân váy dài giải thích, bọn họ là cổ nhân, hẳn là người sống bị hiến tế trước kia, sau đó gặp phải thiên tượng nào đó, được bảo tồn một cách hoàn hảo trong lòng đất triệu thanh thanh lạnh lùng nói ta muốn hỏi vì sao những thi thể này lại xuất hiện thì bọn họ không muốn tiếp tục ở trong lòng đất nữa cho nên ta đã đưa bọn họ ra nữ nhân váy dài cười nhạt đối với nhân loại các ngươi những thi thể này có giá trị nghiên cứu rất lớn các ngươi được chỗ tốt lại còn đến chất vấn ta có phải các ngươi quá đáng lắm không chỗ tốt ta thấy chưa chắc triệu thanh thanh cũng không dễ bị lừa đối với nữ nhân trước mắt lại càng nửa chữ cũng không tin người tốt nhất nên nói thật điều này tốt cho cả ngươi và ta vẻ mặt nữ nhân váy dài vẫn lãnh đạm ta nói đều là thật ngươi không tin ta cũng không còn cách nào ta đã thể hiện thiện ý lớn nhất của mình bằng không ta đã biến các ngươi thành thức dinh dưỡng cho ta rồi ta khuyên người tốt nhất nên hợp tác lòng tốt bụng của ta cũng không phải lúc nào cũng giữ vững triệu thanh thanh không hề xem thường nữ nhân trước mắt sau khi được tiểu đệ linh mạch của hạ thiên ở trung nam sơn gia trì nàng đã có một nhận biết hoàn toàn mới về thực lực của mình thay đổi rõ rệt nhất chính là nàng có thể đánh giá rõ ràng tranh lệch thực lực địch ta nữ nhân váy dài cười nhạt có chút khinh bỉ liếc xéo triệu thanh thanh người đi thẳng vào vấn đề đi ta cũng lười thừa nước đục thả câu ta đã nhìn ra được hai người các ngươi không phải người bình thường cho nên chúng ta không ngại làm một vụ giao dịch đi không thể không nói Triệu Thanh Thanh đúng là người có kinh nghiệm. Nếu là trước kia, nàng cũng lời nói nhảm nhiều như thế, đã sớm dùng nắm đấm đánh nữ nhân này trước rồi nói sau. Bây giờ, chẳng những nàng có thể giữ được bình tĩnh, hơn nữa gương mặt còn không có biểu hiện gì, vẫn bình thản như cũ, người muốn làm giao dịch gì. Ta chưa từng hại ai, cũng không nghĩ đến việc hại ai. Ánh mắt nữ nhân váy dài cục xuống, mỉm cười yếu ớt, nhưng muốn duy trì cơ thể của mình, ta cần không ít nhân khí. Nhân khí ở đây là khí tức con người, cũng không phải loại nhiệt độ hư mà không thật như trên mạng đã nói. Cho nên, các người muốn từ chỗ của ta biết cái gì hoặc nhận được cái gì, ta đều có thể toàn lực thỏa mãn. Điều kiện tiên quyết chính là dùng nhân khí để đổi. Nghe thú vị thật, triệu thanh thanh trào phúng, người nói đến nhân khí, vậy ta lấy cái gì để đựng? Dù thế nào ngươi cũng phải cho ta một cái bình, sau đó lần lượt để người khác thổi hơi vào trong chứ? Dĩ nhiên không phải rồi, nữ nhân váy dài biết Triệu Thanh Thanh đang cố ý trêu chọc mình nhưng cũng không thèm để ý, chỉ cần ngươi dẫn người đến Lạc Phong Sơn là được. Trước kia nơi này rất náo nhiệt, ta cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng về sau nó lại vắng lặng quá. Đây cũng chính là nguyên nhân ngươi để cho hai tên ngốc kia quay video cho ngươi. Triệu Thanh Thanh liếc nhìn gã thanh niên đầu đinh và tóc dài đáng tiếc mấy loại video đó tuyệt đối sẽ bị gỡ bỏ cũng không có mấy ai xem xong video của bọn họ mà dám đến đây nữ nhân váy dài thở dài hơi hối hận nói thật ra ta cũng cảm thấy mình tìm nhầm người nhưng ai bảo gần đây cũng chỉ có bọn họ mới dám đến lạc phong sơn chứ nhưng bây giờ thì tốt rồi có hai người các ngươi tình huống sẽ tốt hơn tình huống đương nhiên sẽ tốt rồi triệu thanh thanh không mặn không nhạt nói bởi vì ta sẽ bắt ngươi về để nghiên cứu đến lúc đó lạc phong sơn sẽ trở nên nổi tiếng náo nhiệt là chuyện tất nhiên thôi bắt ta ngươi có bản lãnh này sao nữ nhân váy dài khinh thường đánh giá triệu thanh thanh trên địa bàn của ta mà còn dám nói mấy lời như vậy người đúng là không sợ chết triệu thanh thanh thản nhiên nói sợ chết là thiên tính của con người nhưng ngươi thì còn chưa đủ làm cho ta sợ đâu thật sao? ánh mắt nữ nhân váy dài trở nên lạnh lẽo. tất cả đèn lồng trong sơn trang đều bị dập tắt. tiếp theo một luồng âm phong không biết từ nơi nào thổi tới, trong gió còn mang theo khí tức sền sệt, khiến người ta không rét mà run, nhưng lại cảm thấy rất một ngạt. đồ đệ ngoan, nếu ngươi không đồng ý với nữ nhân đó, vậy thì ngươi dứt khoát đánh một trận đi. Hạ Thiên mỉm cười nói, người nào thắng thì nghe người đó. Triệu Thanh Thanh có chút buồn cười, trừng mắt nhìn Hạ Thiên bất mãn nói người thích xem người ta đánh nhau lắm sao dù sao ta cũng đang rảnh rỗi mà hạ thiên ngáp một cái không đánh nhau thì lãng phí lắm các ngươi nhanh lên đi nữ nhân váy dài không vui lạnh giọng nói xem ra hai người các ngươi hoàn toàn không để ta vào mắt nói thế nào ta cũng là bồ tát nếu ta còn để các ngươi coi thường ta như vậy về sau ta làm sao tiếp nhận được hương hỏa nhân gian bồ tát cái gì chỉ là một tượng đất mà thôi, đừng nâng mình lên cao quá. Triệu Thanh Thanh vạch trần lời nói của nữ nhân váy dài, người đừng tưởng rằng mình được khắc thành Bồ Tát thì lại cho mình là Bồ Tát thật sự. Đừng nói Bồ Tát, ngay cả so với ta, người còn cách xa vạn dặm. Ta muốn nói chuyện đàng hoàng với các ngươi, ai biết các ngươi một lòng muốn chết như thế. Nữ nhân váy dài bị Triệu Thanh Thanh chạm đến nỗi đau, bỗng khoát tay, cánh tay của nàng ta đột nhiên dài ra 7-8 mét bóp về phía cổ triệu thanh thanh. Bóp, triệu thanh thanh làm gì có chuyện ngồi chờ chết, một cước đạp gãy cánh tay. Cánh tay rất xuống đất, biến thành một đống bùn nhão. Triệu thanh thanh hơi kinh ngạc, bồ tát bùn của ngươi quá giòn, ta dùng còn chưa đến ba phần lực, cánh tay của ngươi đã bị đạp gãy rồi. Đừng có mà đắc ý, lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi, nữ nhân váy dài tức giận không thôi, trước đó nàng ta đã đánh giá thấp triệu thanh thanh tay áo nàng ta run lên, một cánh tay mới trong nháy mắt dài ra, nếu các ngươi không nghe lời, ta sẽ chôn các ngươi xuống đất làm phân bón. Nói xong, hai tay nữ nhân váy dài cắm vào trong lòng đất, miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó. Người làm gì thế, triệu thanh thanh sinh lòng nghi hoặc, nàng cũng biết đối phương nhất định sẽ đánh ra sát chiêu, lập tức cảnh giác nhìn chung quanh, phòng bị đối phương đánh lén một mùi hôi thối mục nát giống như bùn nhão bị ủ mấy trăm năm bỗng nhiên ùa ra từ trong sơn trang. Gã thanh niên tóc đinh và gã thanh niên tóc dài không chịu được cái mùi này, miệng sùi bọt mép. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ hư thoát mà chết. Mùi gì thối quá, không ngửi được, triệu thanh thanh bịt mũi, có chút không chịu nổi quay sang cầu viện Hạ Thiên, sư phụ, người có thể hỗ trợ làm biến mất cái mùi này hay không? Hạ Thiên nhếch miệng, Nói với Triệu Thanh Thanh, người đã là tu tiên giả, người có thể khống chế ngũ giác của mình. "Không biết." Triệu Thanh Thanh đáp. "Không biết thì học." Hạ Thiên lười biếng đáp, "Đồ đệ ngoan, trên giường ngươi học giỏi lắm mà, thậm chí còn có nhiều kiến thức ngươi tự học. Tại sao ngươi không thăm dò, nghiên cứu về tu tiên chứ?" "Ta học giỏi trên giường là vì có sư phụ hỗ trợ, hơn nữa ta cũng cảm thấy dễ chịu." Triệu Thanh Thanh chẳng những không giận, ngược lại còn làm núng, tu tiên phức tạp quá đi, chẳng vui gì cả. Hơn nữa, ngươi không phải sư phụ ta sao, dạy cho ta cũng đâu có gì ghê gớm. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Thanh Thanh nói không phải là không có lý, ngươi trước ngừng thở, sau đó vận chuyển linh khí trong cơ thể. Sau ba chu thiên, ngươi dừng vận chuyển linh khí tại tiết điểm kinh mạch ngũ giác, sau đó hô hấp như bình thường là được. Quả nhiên hữu hiệu, sư phụ, ngươi lợi hại quá. Triệu Thanh Thanh lập tức làm theo, sau 2 3 giây, nàng quả nhiên không còn ngửi được cái mùi kỳ lạ đó nữa. Đây chỉ là loại điều trùng tiểu kỹ mà thôi." Hạ Thiên nhếch miệng, "Khi nào về, để ta bảo vợ y y tìm cho ngươi một môn công pháp tu luyện thích hợp, tránh cho ngươi làm uổng phí thân phận tu tiên giả. Hơn nữa, bây giờ đã có linh mạch Trung Nam Sơn cung cấp linh khí đầy đủ, ngươi có thể luyện tập được rồi." "Tu luyện cái gì, về sau hãy nói." ánh mắt Triệu Thanh Thanh đảo một vòng, cũng không đồng ý, chủ yếu là sợ sau khi nàng có công pháp, sẽ không còn cứ tìm Hạ Thiên song tu, cũng không thể gọi điện thoại cho Hạ Thiên nói nàng muốn cái này muốn cái kia. Trước kia, khi còn chưa thân thiết, nàng còn dám nói như vậy. Khi đó, nàng cũng đã làm như thế, nhưng bây giờ làm nhiều rồi lại sinh ra ngược. Chính nàng cũng không biết vì sao. Bây giờ các người còn tâm trạng liếc mắt đưa tình, chỉ bằng các ngươi nên suy nghĩ xem làm sao bảo vệ cái mạng nhỏ của các ngươi đi. Nữ nhân váy dài thấy Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên không nhìn nàng ta, nàng ta tức đến muốn bể phổi, một lát nữa thôi, các ngươi chỉ có thể biến thành phân bón. Lúc này, mặt đất bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, giống như bánh bích quy bị ngâm qua nước, hoặc giống như cháo được đun sôi. Ngay cả đá cũng biến thành bùn, người đúng là Triệu Thanh Thanh nhìn tảng đá Hạ Thiên đang nằm cũng trở nên mềm nhũn không thể nín được cười sư phụ người đừng có nằm một chỗ như thế ta thấy ngươi nên giải quyết nữ nhân này sớm một chút rồi chúng ta về ngủ sớm hạ thiên ngáp một cái cũng không có ý định ra tay người đủ sức ứng phó nữ nhân này vừa lúc cho ngươi luyện tay nếu sư phụ đã nói như thế làm đồ đệ đương nhiên sẽ không để sư phụ thất vọng mũi chân triệu thanh thanh điểm một cái cả người bay lên không sau đó đảo người lại nhấc chân đạp tới nữ nhân váy dài đến hay lắm, nữ nhân váy dài hừ lạnh một tiếng, đưa tay chộp một đống bùn cao bằng người đỡ được một cước của Triệu Thanh Thanh. Cứng quá, Triệu Thanh Thanh bị chấn động khiến chân hơi đau. Không đợi Triệu Thanh Thanh kịp phản ứng, nữ nhân váy dài biến bức tường bùn trở nên mềm nhũn, sau đó quấn vải vòng quanh chân Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh cảm thấy không ổn, vô thức muốn thu chân lại. Đáng tiếc đã muộn, đống bùn nhão dính trên chân đã trở nên cứng ngắc, nhất thời nàng cảm thấy chân của mình giống như treo quả cân nặng mấy trăm ký. Nhưng chút trọng lượng đó cũng không thể hạn chế được hành động của Triệu Thanh Thanh. Bành! Triệu Thanh Thanh giơ chân mang theo còng chân bằng bún đá một cước về phía nữ nhân váy dài, đạp lui nàng ta mười mấy mét. Như vậy mà ngươi còn động được, nữ nhân váy dài cảm thấy ngoài ý muốn, rất nhanh đã có đối sách, để ta thêm một ngàn cân nữa, ta xem ngươi có thể trèo trống đến lúc nào hai chân triệu thanh thanh vừa rơi xuống đất, mặt đất liền biến thành một vũng bùn, khiến cho chân của nàng giống như gia tăng thêm một ngàn cân. Bành! Triệu thanh thanh cố rút hai chân ra, thân ảnh lóe lên, lại đá một cước về phía nữ nhân váy dài. Lại thêm hai ngàn cân nữa. Bành! Thêm năm ngàn cân. Bành! Thêm một vạn cân nữa. Rất nhanh, bùn đất để càng lâu càng nhiều, cuối cùng chậm rãi bao phủ triệu thanh thanh. Bành! Triệu thanh thanh cố hết sức đá văng đống bùn đang vọt đến chỗ nàng. Lại thêm 20.000 cân. Đống bùn trên đùi triệu thanh thanh dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được từ màu sắc nhạt nhẽo biến thành màu tím đen khiến người ta phải hoảng sợ. Tiếp theo, bùn đất nhanh chóng bò lên trên, biến nàng thành một bức tượng bùn hoàn mỹ. Ha ha ha, rốt cuộc ngươi cũng không thể động đậy được nữa rồi. Ở Lạc Phong Sơn, nên nương nương ta chính là trời, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Nữ nhân váy dài nhìn thấy Triệu Thanh Thanh rơi vào đống bùn khó mà thoát khỏi, không khỏi phá lên cười một cách thoải mái. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn Hạ Thiên, cười gần tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Ta muốn xem xem ngươi có thể chịu được bao nhiêu cân. Hạ Thiên khinh thường nhìn nữ nhân váy dài, mấy phương pháp này của ngươi chẳng có lợi ích gì với ta cả, cũng chỉ có nhà đầu Thanh Thanh mới rơi vào bẫy của ngươi mà thôi. Hừ, người đang sợ sao? Nữ nhân váy dài càng thêm đắc ý, chỉ vào hạ thiên, ngươi và nữ nhân kia của ngươi cùng nhau chìm vào lòng đất, biến thành phân bón cho lạc phong sơn đi. Hạ thiên lười biếng ngáp một cái, phân bón khá phù hợp với loại người ngu ngốc như ngươi. Khoác lác nghe hay nhỉ, còn phải xem ngươi có bản lãnh thật sự hay không. Lời nói nữ nhân váy dài khá khinh thường hạ thiên, nhưng hành động lại rất coi trọng, tăng thêm 10.000 cân cho hạ thiên. Nề chiều dũng động, một vạn cân, lên. Hạ Thiên đứng im không nhúc nhích, mặc dù bùn đất dính vào người mình, từng lớp từng lớp một, màu sắc từ nhạt chuyển sang đậm, từ mềm chuyển sang cứng, từ ít biến thành nhiều, cuối cùng bao phủ cả người hắn. Bành. Hạ Thiên tùy ý đánh một quyền, đánh nát đống bùn đang dính vào người hắn. Quả nhiên người vẫn có chút bản lĩnh, nhưng tiếp theo thì không còn nữa đâu. Nữ nhân váy dài cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ban đầu, nàng ta phát hiện Hạ Thiên còn lợi hại hơn Triệu Thanh Thanh, cho nên nàng ta đã sớm có chuẩn bị, nê chiều hối lui, năm vạn cân. Hạ Thiên vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho đống bùn kia nhấp nhô bên cạnh hắn, một lần nữa nuốt sạch hắn. Bành! Lại một quyền đánh nát. Ta không tin, thêm 10 vạn cân nữa. Nữ nhân váy dài gần như tiến vào trạng thái điên cuồng. Gia tăng trọng lượng bùn đất trên người Hạ Thiên. Đáng tiếc, hiệu quả quá bé nhỏ cho dù ngươi có tăng thêm một vạn cân nữa cũng vô dụng thôi ta đã sớm nói mấy thứ này vô dụng với ta rồi mà hạ thiên dễ dàng đánh vỡ đống bùn nếu ngươi không còn chiêu gì coi cho được ngươi chuẩn bị chết đi nữ nhân váy dài thật sự không cách nào tiếp thu được sự thật này nghiến răng nói không thể nào ngươi tuyệt đối không thể chống đỡ nổi bùn đất trên toàn bộ lạc phong sơn đều làm việc cho ta chẳng lẽ ngươi còn có thể chống cả một ngọn núi sao hạ thiên ngáp một cái biểu hiện vẫn bình tĩnh như cũ vậy ngươi có thể thử một chút ngươi cứ nâng cả ngọn núi lên đánh ta đi có việc gì khó đâu được 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 nếu đã không vây khốn được ngươi ta sẽ dùng cả ngọn núi đẻ chết ngươi nữ nhân váy dài càng lúc càng hung ác nàng ta tiến vào trong đất một lát sau vô số bùn đất trên ngọn lạc phong sơn giống như trăm sông đổ về một biển tập trung về một chỗ, sau đó dùng tư thế bài sơn đảo hải nhào về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn không động đậy, mặc cho đống bùn kia đập xuống hắn. Đương nhiên, đống bùn đất này ngay từ ban đầu đã không chạm được đến người hắn, thậm chí ngay cả quần áo của hắn cũng không dính vào được, chỉ ngưng kết cách cơ thể hắn hai ba tắc, nhìn từ bên ngoài rất giống như đã dính vào người Hạ Thiên đống bùn đất kia ngưng kết từng tầng, từng chút một áp xúc lại, màu sắc cũng từ đen biến thành màu vàng chói mắt. Không bao lâu sau, hình dáng của Hạ Thiên cũng đã lộ ra ngoài. Người không biết tình huống nhìn thấy, còn tưởng rằng Hạ Thiên là một pho tượng kim thân. Hừ, ra châu thổi phá trời, người còn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta đâu, mặc dù nữ nhân áo dài tiêu hao rất nhiều linh khí, Bây giờ cũng có chút ăn không tiêu nhưng biểu hiện lại khá hài lòng Trong cơ thể hai người ẩn chứ không ít năng lượng Chỉ cần tiêu hóa chúng, cảnh giới của ta sẽ tấn thăng lên một sai Đến lúc đó, ta không cần bị sơn thể ước thuốc nữa Nữ nhân váy dài mang tượng kim thân hạ thiên và tượng màu tím triệu thanh thanh đến trước mặt của mình Khắp gương mặt chỉ toàn là nụ cười đắc ý Ta biết các người còn chưa chết, chắc chắn có thể nghe được lời nói của ta Trước khi các người chết các ngươi không ngại nghe ta nói chuyện chứ. Hai ngàn năm trước, những người kia đã xây tượng đất, xây miếu sơn thần trên ngọn núi này, thường xuyên triều bái, hiến tế tượng đất. Một ngàn năm trước, ngọn núi đã bắt đầu thức tỉnh linh tính nhờ hương hỏa của chúng sinh. Năm trăm năm trước, linh tính này rốt cuộc đã định hình, không cần lo lắng phong điện thiên uy. Một trăm năm trước, miếu thờ được trùng tu, mới có được tượng nê nương nương ta hơn sau 10 năm trước, người kia thấy ta có linh tính, vì thế đã giúp ta điểm ra linh thể. Bây giờ, ta rốt cuộc đã thoát khỏi trói buộc của ngọn núi, ta muốn trở thành chính ta. Nữ nhân váy dài giống như bị động kinh, quỳ trên mặt đất không ngừng lẩm bẩm đương nhiên, trong đó cũng có công lao của hai người các ngươi, còn có khổ lao của vô số người bình thường bị hiến tế khi đó. Bổn nương nương sẽ không quên điều này. Nữ nhân váy dài gọi một thiếu nữ từ trong lòng đất ra, chính là Trần Quả Nhi, nhưng nàng ta còn đẹp hơn cả lúc trước, trơn bóng động lòng người. Đây chính là cốt nhục ta rút ra được từ mấy vạn người, ngưng tụ thành một nhục thân tuyệt hảo. Nữ nhân váy dài cũng không biết đang nói chuyện với ai, có lẽ chỉ là để phát tiết bản thân, những người trước đó chẳng qua chỉ là tàn phẩm mà thôi. Hơn 10 phút trôi qua, nữ nhân váy dài còn đang liếu lo không ngừng, giống như đang mê sảng không dứt. Cách đó không xa, Triệu Thanh Thanh đã mất kiên nhẫn, nói với Hạ Thiên, "Sư phụ, ta muốn một quyền đánh nổ đầu nữ nhân này." "Nàng ta nói nghe nhức đầu quá." Hạ Thiên lười biếng nói, "Muốn đánh thì cứ đánh, ta có cản ngươi đâu." Hiển nhiên, nữ nhân váy dài vẫn chưa vây khốn được Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, chỉ là Hạ Thiên đâm cho nàng ta một châm, khiến nàng ta có ảo giác tưởng mình thành công mà thôi. "Được rồi, chờ một chút cũng không sao, coi như đang nghe kể chuyện đi." triệu thanh thanh suy nghĩ cẩn thận sau đó nói ta thật sự có chút hiếu kỳ người điểm hóa nàng ta thành người là ai trước đó nàng ta chỉ nói người này họ nhạc còn ở côn luân sơn sư phụ người có ấn tượng gì không không hạ thiên nhách miệng chẳng những ta không có ấn tượng mà ta còn không có hứng thú nếu chẳng may họ nhạc kia là nữ nhân lại còn là mỹ nữ tuyệt thế thì sao triệu thanh thanh cười nói hạ thiên lười biếng duỗi lưng một cái cũng không hứng ta có các ngươi là đủ rồi sư phụ ngươi nói một đằng nghĩ một nẻo triệu thanh thanh còn lâu mới tin lời hạ thiên nếu là mỹ nữ ngươi nhất định sẽ đổi ý sau đó biến nàng ấy thành vợ tin hay không tùy ngươi hạ thiên chẳng tin tu tiên giả họ nhạc kia là một mỹ nữ tuyệt thế bên kia nữ nhân váy dài bắt đầu công việc của mình toàn bộ u linh sơn trang bỗng nhiên biến hình trở thành một ngôi miếu thờ đơn sơ và cổ kính. Sau khi đống bùn bị cuốn đi, một hình vẽ trận pháp nổi lên, gần như bao hàm toàn bộ ngọn Lạc Phong Sơn. Nữ nhân váy dài mang theo bức tượng Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh dựng chính giữa gian miếu thờ. Trên mặt đất vẽ ba hình tròn, tượng kim thân Hạ Thiên đặt bên trái, tượng màu tím của Triệu Thanh Thanh đặt bên phải, nhục thân thiếu nữ đặt chính giữa. Tất cả đã sẵn sàng, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nữ nhân váy dài mỉm cười thỏa mãn, kéo gã thanh niên tóc dài và đầu đinh ra khỏi đống bùn, đưa tay vuốt ngang cổ hai người, máu tươi lập tức bắn tung tóe. Nữ nhân váy dài dùng tay moi tim của hai người đặt lên mặt đất, niệm chú ngữ cực kỳ tối nghĩa, nhảy múa chung quanh sơn trang. Quả nhiên không phải lai lịch đứng đắn gì, xem ra là tà tự. Triệu Thanh Thanh nhìn hình ảnh bên trong sơn trang, không khỏi lắc đầu, "Sư phụ, bây giờ ta nhìn không nổi nữa." ta muốn xử lý nàng ta ngay lập tức. Vậy thì đi chứ sao? Hạ Thiên thuận miệng nói. Triệu Thanh Thanh nhận được sự cho phép của Hạ Thiên, phi thân nhảy lên, bay thẳng đến chỗ nữ nhân điên bên trong sơn trang. Cấp linh khí vô tận, tố huyết nhục chi khu, nữ nhân váy dài còn chưa phát hiện nguy hiểm đang đến gần, vẫn đắm chìm trong thế giới của bản thân, thiên địa vô cực, cho ta mượn đạo Pháp, để ta thoát khỏi trói buộc của ngọn núi này, trở thành một sinh linh độc lập giữa thiên địa nói xong nữ nhân váy dài mở hai tay đặt lên đỉnh đầu hạ thiên và triệu thanh thanh hét lớn một tiếng mau đưa hết linh lực sinh mệnh huyết nhục khí tức cho bổn nương nương đi bốp bốp đáp lại nàng ta là hai tiếng giòn vang tượng kim thân hạ thiên và tượng màu tím triệu thanh thanh nổ tung thành từng khúc hóa thành bụi đất chuyện gì xảy ra thế nữ nhân váy dài ngẩn cả người không rõ rốt cuộc chỗ nào có vấn đề chuyện gì đã xảy ra Ngươi nhìn thấy rồi mà còn phải hỏi sao?" Triệu Thanh Thanh rơi xuống trước mặt nữ nhân váy dài, "Kế hoạch của ngươi thất bại rồi chứ sao?" "Ngươi, tại sao ngươi lại không có việc gì?" Nữ nhân váy dài nhìn thấy Triệu Thanh Thanh, cả kinh đến mức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, "Ngươi đã bị ta nhốt vào trong tượng bùn rồi mà." Triệu Thanh Thanh cười nói, "Ngươi cho rằng chút đạo pháp này của ngươi có thể vây được ta và sư phụ của ta sao?" "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!" nữ nhân váy dài không chấp nhận được sự thật trên đời này tuyệt đối không có người nào có khả năng thoát khỏi đạo pháp tượng bùn của ta lạc phong sơn này là địa bàn của ta các ngươi đã lên núi các ngươi phải nghe hiệu lệnh của ta được rồi đừng có nằm mơ nữa triệu thanh thanh khoát tay có chút không kiên nhẫn ta đã nhìn hết tất cả các chiêu thức của ngươi nhìn đến phát chán bây giờ ngươi theo ta về thiên đạo tổ khả năng ngươi vẫn còn một chút giá trị nghiên cứu Nữ nhân váy dài cảm thấy mình bị làm nhục, đưa tay đánh một quả cầu bùn về phía Triệu Thanh Thanh, đi chết đi. Bành. Quả cầu bùn vỡ vụn, biến thành vô số bùn tiến, đuổi theo Triệu Thanh Thanh. Chiều này vô dụng thôi. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng thối lui hai bước, bỗng nhiên vọt đến sau lưng nữ nhân váy dài, một cước đạp lăn nàng ta xuống mặt đất, mũi chân đặt lên ngực đối phương, khiến nàng ta không thể động đậy. Thả ta ra, nữ nhân váy dài tức giận không thôi mặt đất trở nên mềm nhũn, nàng ta nhanh chóng chui vào bên trong, thuận tiện kéo chân Triệu Thanh Thanh vào theo. Triệu Thanh Thanh lắc đầu, ta đã bảo là vô dụng rồi mà, người nghe không hiểu tiếng người à. Có tác dụng hay không, phải thử qua mới biết, nữ nhân váy dài hiển nhiên không cam lòng thất bại, nhìn thấy kế hoạch của mình đã trở nên vô vọng, nàng ta nảy sinh suy nghĩ muốn kéo Triệu Thanh Thanh làm đệm lưng cho mình. Đáng tiếc, nàng ta đã tính sai gương mặt triệu thanh thanh tràn ngập trào phúng nhìn nàng ta mặc cho nàng ta hành động chuyện gì xảy ra thế nữ nhân váy dài đột nhiên phát hiện mặt đất trên người nàng ta không cách nào mềm hóa được nữa nửa người của nàng ta bị kẹp lại không lên được mà cũng không xuống được triệu thanh thanh cười nói không biết đúng không chút linh khí người ta điểm cho ngươi ngươi thật sự cho rằng mình có thể tiêu xài không bao giờ hết điều này chẳng có liên quan gì đến linh khí cả Nữ nhân váy dài lạnh giọng phản bác, "Ta và Lạc Phong Sơn trải qua hơn ngàn năm dung hợp giao hội, đã sớm liền thành một khối, không cần linh khí cũng có thể hiệu lệnh." Triệu Thanh Thanh mỉm cười lắc đầu, "Đó là trước kia. Sư phụ ta đã châm cho ngươi hai châm, cắt đứt mối liên hệ giữa ngươi và Lạc Phong Sơn. Cho nên, mỗi lần ngươi sử dụng bùn đất, ngươi sẽ tiêu hao một phần linh khí. Đến bây giờ, ngươi đã không còn bao nhiêu." "Không thể nào!" nếu là như vậy tại sao ta không hề có cảm giác nữ nhân váy dài khàn giọng kêu lên nếu bị ngươi nhìn ra sư phụ ta còn xưng là đệ nhất thần y trong thiên hạ gì nữa chứ triệu thanh thanh mỉm cười được rồi ta không rảnh nhiều lời với ngươi bây giờ ngươi theo ta về thiên đạo tổ ta không đi ngoại trừ lạc phong sơn ta không đi đâu cả nữ nhân váy dài hoảng sợ vô cùng người muốn biết cái gì ta sẽ nói cho ngươi biết Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, nhưng ta không thể rời khỏi nơi này, tuyệt đối không thể. Nếu không, ta sẽ chết. Bớt làm bộ đi, Triệu Thanh Thanh nói, vừa rồi không phải ngươi muốn thoát khỏi trói buộc của Lạc Phong Sơn sao, sau đó sẽ rời đi. Bây giờ ngươi còn nói không thể rời đi, ngươi xem ta là kẻ ngu à. Nữ nhân váy dài hoảng hốt nói, ta thật sự không thể rời đi, người kia sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Đến lúc đó, nếu nàng ta phát hiện ta không có ở đây, nhất định nàng ta sẽ tìm ta tính sổ. Người kia, Triệu Thanh Thanh hỏi, là tu tiên giả họ Nhạc mà ngươi nói. Đúng vậy, chính là nàng ta. Nữ nhân váy dài vừa mới nghĩ đến người kia, không khỏi run lẩy bẩy, năm đó, khi nàng ta điểm linh khí cho ta, nàng ta cũng đã nói, trong vòng 100 năm, nàng ta sẽ quay trở lại đây một lần. Khi đó, ta nhất định phải ở đây chờ nàng ta nếu không, nàng ta sẽ thu hồi linh khí trên người ta, giết ta đến kiếp tiêu linh tán. Vậy ngươi lại càng phải đến thiên đạo tổ, triệu thanh thanh nhếch miệng, đến lúc đó, vị tu tiên giả kia đến tìm ngươi, ngươi sẽ được chúng ta bảo vệ. Nữ nhân váy dài nghe xong, lúc này mới thoáng yên tâm hơn một chút, được, ta đi với ngươi. Ngươi hành động như thế mới đúng, đừng có dở trò. Nếu không, ngươi sẽ tan thành mây khói ngay lúc này triệu thanh thanh nhìn chằm chằm nữ nhân váy dài nói mấy câu cảnh cáo không đâu nữ nhân váy dài thở dài một tiếng với bản lĩnh của các ngươi ta làm cái gì cũng vô ích biết thì tốt triệu thanh thanh thỏa mãn gật đầu tiện tay rút một cuộn băng dính từ trong ngực ra kề sát nghi tâm nữ nhân váy dài sau đó biến mất không thấy nữ nhân váy dài còn chưa kịp phản ứng nàng ta lập tức nhận ra mình không thể khống chế linh khí trong cơ thể được nữa Đừng khẩn trương, đây chỉ là con chip khống chế bình thường, không tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho cơ thể của ngươi." Triệu Thanh Thanh thấy biểu hiện của nàng ta bất an, lập tức an ủi, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, về sau ta sẽ thu hồi lại con chip này." Nữ nhân váy dài im lặng tiếp nhận, không nói gì nữa. Triệu Thanh Thanh gọi điện thoại yêu cầu Thiên Đạo tổ phái một tiểu đội đến xử lý Lạc Phong Sơn, còn nàng mang theo nữ nhân váy dài, còn có Hạ Thiên về lại kinh thành. Thiên đạo tổ trải qua 12 năm phát triển, đã trở thành một tổ chức có chức năng cực kỳ phức tạp, phụ trách thu thập tình báo, ám sát, nghiên cứu khoa học cộng lại cũng có mười mấy bộ môn. Ngay cả Hạ Thiên cũng không nghĩ đến điều này. Năm đó, hắn không muốn bị trói buộc, cộng thêm hai nhà triệu lý đấu tranh quyền lực, dẫn đến bốn tổ thiên địa huyền hoàng xuất hiện đủ chuyện. Hạ Thiên đã chỉnh hợp lại người của mình, thành lập thiên đạo tổ, sau đó giao cho nhóm người mộc hàm phụ trách sau khi rất nhiều bà vợ của hạ thiên đến dị giới thiên đạo tổ được giao cho triệu thanh thanh lúc này trào lưu linh khí khôi phục thế là thiên đạo tổ lại có thêm một bộ môn điều tra hiện tượng siêu tự nhiên gần đây bộ môn này đã được chính thức công nhận hiện tại triệu thanh thanh đang áp giải nữ nhân váy dài về tổ điều tra hiện tượng siêu tự nhiên hạ thiên không nhanh không chậm đi đằng sau nói thật hắn rất ít khi đến thiên đạo tổ bây giờ đến đây cảm giác của hắn vẫn còn rất mới mẻ. Mặc kệ trước kia hay là bây giờ, bốn tổ thiên địa huyền hoàng vẫn luôn là tổ chức thần bí nhất Trung Quốc. Nơi bọn họ đóng quân trên cơ bản không hề công bố ra bên ngoài, do gia tộc từng người phụ trách. Nhưng phương pháp của thiên đạo tổ trái ngược, ngoại trừ tổ nghiên cứu khoa học hạch tâm và tiểu tổ hạch tâm, tất cả các tiểu tổ khác đều tập trung trong một tòa nhà có tiếng ở Kinh Thành. Tổ điều tra hiện tượng siêu tự nhiên vừa mới chính thức thành lập cũng nằm trong tòa nhà này. Triệu tổ trưởng, người đã về. Trịnh Tiên Sinh và một người khách đang ở trong văn phòng chờ ngươi. Vừa bước vào, một nhân viên lễ tân từ phía đối diện bước đến báo cáo công việc cho Triệu Thanh Thanh nghe. Ta biết rồi, cứ để bọn họ chờ. Triệu Thanh Thanh nghe xong, tuyệt không gấp, nàng quay sang nói với Hạ Thiên, sư phụ, để ta dẫn ngươi đi tham quan ở đây. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chỉ là một tòa nhà rách nát, còn không đẹp bằng cao ốc thần y ở Giang Hải, có cái gì đáng xem đâu? Không thể so sánh với nhau được, nhưng nói thế nào cũng là một trong những sản nghiệp của ngươi mà. Triệu Thanh Thanh cười nói. Hạ Thiên sừng sốt, có chút không hiểu có liên quan gì đến ta. Đây là cao ốc mà Triệu gia và Thiên đạo tổ đã mua. Triệu Thanh Thanh giải thích, Thiên đạo tổ không phải của ngươi sao? Tổ mua cao ốc, đương nhiên cao ốc thuộc về sư phụ ngươi rồi." Hạ Thiên nhìn tòa nhà lâu hơn một chút, cũng không cảm thấy mừng rỡ, chỉ thản nhiên ừm một tiếng. "Sư phụ, người cảm thấy nhàm chán sao?" Triệu Thanh Thanh rất để ý đến cảm nhận của Hạ Thiên, thậm chí còn để ý hơn cả mình, "Nếu không, để ta giao cho người khác xử lý, chúng ta đến nơi khác chơi đi." "Không cần đâu." Hạ Thiên lắc đầu, "Hôm nay ta bồi ngươi, ngươi làm chuyện của ngươi đi." Không cần để ý đến ta, ta ở bên cạnh nhìn là được. Ta biết rồi, Triệu Thanh Thanh mỉm cười, áp giải nữ nhân váy dài vào thang máy, lên lầu 9. Sau khi đăng ký xong, nàng giao lại cho một tổ viên phụ trách. Loại không phải người như nữ nhân váy dài sẽ được đưa vào một gian phòng đặc biệt. Nếu chết, thi thể sẽ chuyển cho tổ nghiên cứu khoa học để nghiên cứu, ví dụ như Đường Hỏa, Đường Mộc, còn có Tả Thanh Long trước đó. Sư phụ người ngồi một lát ta xử lý văn kiện một chút triệu thanh thanh dẫn hạ thiên vào phòng làm việc của mình đích thân rót cho hắn một ly nước lấy thêm chút đồ ăn vặt sau đó mới ngồi vào bàn làm việc của mình nàng còn chưa kịp bắt đầu xử lý văn kiện cánh cửa đã bị người ta đẩy ra một cách thô bạo triệu đại tổ trưởng người kiêu ngạo thật đấy hai nam nhân trung niên một trước một sau vọt vào nổi giận đùng đùng chỉ vào triệu thanh thanh người trước sau cho lão tử chờ một tháng ngươi cho rằng trịnh mỗ đây là người dễ khi dễ lắm sao hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích bằng không ngươi đừng trách ta khiếu nại ngươi lên cấp trên triệu thanh thanh ngẩng đầu nhìn người đến lông mày không khỏi cau lại nói với bảo an xông vào đằng sau ta đã nói từ trước nếu không có lệnh của ta bất kỳ người nào cũng không được phép bước vào phòng làm việc của ta ngươi không cần đi làm nữa nhân viên bảo an cũng không giải thích cúi đầu trước Triệu Thanh Thanh một cái, sau đó quay người rời đi. Ha ha, tỏ quan uy trước mặt ta, đúng là hảo thủ đoạn. Nam nhân trung niên mặc Âu Phục nói, hôm nay, người nhất định phải cho ta một câu trả lời chắc chắn. Trịnh tiên sinh, không biết người cần câu trả lời chắc chắn nào. Triệu Thanh Thanh thản nhiên hỏi. Nam nhân mặc Âu Phục đen nghe xong, lửa giận càng thêm mạnh, Triệu Thanh Thanh. Người đừng làm bộ trước mặt lão tử ngươi có còn muốn làm chức tổ trưởng của ngươi nữa không ta muốn hay không cũng chẳng liên quan đến ngươi triệu thanh thanh khoanh tay trước ngực biểu hiện vẫn bình tĩnh như cũ trịnh tiên sinh ngươi có chuyện gì thì cứ nói còn nếu ngươi đến đây gây chuyện ngươi cũng đừng trách ta đánh ngươi ra ngoài được nếu ngươi đã giả ngu để ta xem ngươi có thể giả bộ đến khi nào nam nhân mặc âu phục đen chỉ tay vào triệu thanh thanh hung tợn nói ta không nói nhiều một tháng trước, các người vô duyên vô cớ bắt con trai của ta, đến bây giờ vẫn còn chưa thả. Người đừng nói với ta người không biết nhé. Triệu Thanh Thanh mỉm cười, người nói chuyện này sao? À, ta biết rồi, ta chính là người hạ lệnh bắt người. Bành, nam nhân mặc âu phục đen vỗ một trưởng xuống bàn làm việc, thiếu chút nữa đánh sập cái bàn, vậy người còn ở đây làm bộ, lập tức thả con trai ta ra ngay. Con trai ta không làm sai chuyện gì, các ngươi dựa vào đâu mà bắt nó. Hơn nữa, cho dù nó phạm tội, cũng chẳng có liên quan gì đến thiên đạo tổ các ngươi, các ngươi lấy tư cách gì mà bắt người. Chúng ta chưa bao giờ vô duyên vô cớ bắt người, chúng ta có chứng cứ vô cùng xác thực. Triệu Thanh Thanh rút một phần văn kiện bên trong chồng văn kiện trên bàn, đây chính là tư liệu liên quan đến hắn ta, nhưng ta khuyên ngươi đừng nên xem. Nam nhân mặc âu phục đen đoạt phần văn kiện trong tay Triệu Thanh Thanh, quát lớn, người đã nói như vậy, lão từ đây lại càng không thể không xem. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chỉ lật có ba bốn trang, sắc mặt nam nhân mặc âu phục đen lập tức thay đổi. Sau khi hết khiếp sợ, mồ hôi lạnh vúa ra, ánh mắt ông ta đảo loạn chuyển, giấu sấp văn kiện vào trong ngực. Tất cả tư liệu này là giả, ta muốn mang nó đi. Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nói: Trịnh Tiên Sinh, người cảm thấy có khả năng này sao? Ngươi cho rằng ta đang thương lượng với ngươi sao? Đây là mệnh lệnh." Nam nhân mặc Âu phục đen hét to với Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh chẳng những không hoảng, lại còn cảm thấy buồn cười, Trịnh Tiên Sinh nói như vậy hoàn toàn không hợp lý chút nào. "Ngươi không phải cấp trên của ta, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta?" Cho dù Triệu hiểu Trác ở đây, hắn ta cũng không dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta, ngươi tính là gì? nam nhân mặc âu phục đen hoàn toàn bị chọc giận chỉ tay vào triệu thanh thanh cuối cùng ta hỏi ngươi một câu ngươi thả hay không thả con trai của ta thả hoàn toàn không có khả năng triệu thanh thanh khoát tay hơn nữa cho dù ta dám thả ngươi cũng chưa chắc có thể dẫn hắn ta đi hừ nam nhân mặc âu phục đen không có tính nhẫn nại nói với nam nhân sau lưng lão cửu bây giờ ngươi đi tìm thiếu gia nếu ai dám ngăn cản người cứ đánh chết người đó cho ta không cần khách sáo triệu thanh thanh cũng không phải người tốt tính mặc dù gần đây tính tình của nàng ôn hòa hơn một chút nhưng trên bản chất vẫn là một nữ nhân nóng tính nghe nam nhân mặc âu phục đen nói triệu thanh thanh cũng không nhịn được trịnh tiên sinh người cho rằng đây là nơi nào tại sao ngươi dám làm loạn ở đây trịnh gia các người cũng có phần người tốt nhất nên cân nhắc một chút buồn cười Ngươi chỉ là một nhánh của Triệu thị, ngươi phách lối ở đây làm gì? Nam nhân mặc Âu phục đen cũng không dễ bị uy hiếp, cười lạnh, ngươi chỉ là một tổ trưởng Thiên đạo tổ nho nhỏ, nhỏ ngươi còn tưởng rằng mình là nhân vật tài giỏi sao? Ta nói cho ngươi biết, trước mặt Trịnh Mỗ ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Xem ra, ngươi thật sự muốn đến đây gây chuyện. Lời này của Triệu Thanh Thanh chính là tối hậu thư, nếu đối phương còn không thức thời, nàng sẽ khiến cho ông ta được mở mang tầm mắt nam nhân mặc âu phục đen còn tưởng rằng triệu thanh thanh trột dạ, vẫn nổi giận như cũ, là người tự tìm phiền phức, người dám đụng đến con trai trịnh vân lân ta. Khi người gây ra chuyện như thế, người có nghĩ đến sẽ có hậu quả gì không? Người nói nửa câu sau nghe hay nhỉ, người tốt nhất nên học thuộc nó đi, triệu thanh thanh gật đầu tán đồng. Mẹ kiếp, ta đã cho ngươi thể diện mà ngươi còn không cần. Nam nhân mặc âu phục đen thấy triệu thanh thanh châm trọng ông ta, lửa giận không thể đè nén, đưa tay quạt đến trước mặt Triệu Thanh Thanh, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết được sự lợi hại của lão tử. Bốp, cái tát rất vang, gần như người trên cùng tầng lầu đều nghe thấy hết. Triệu Thanh Thanh vẫn mỉm cười khoanh tay, một chút chuyện cũng không có. Ngược lại nửa bên mặt của nam nhân mặc âu phục đen sưng to, khóe miệng dịn máu, cả người choáng váng, ý thức có chút mơ hồ. Lão ra, người không sao chứ, hộ vệ đứng đằng sau nam nhân mặc âu phục đen giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ta, thuận tay ấn huyệt nhân chung cho ông ta. Một lát sau, nam nhân mặc âu phục đen mới thở ra một hơi, ánh mắt từ mê mang trở nên rõ ràng hơn. Ông ta nổi giận chỉ tay vào triệu thanh thanh, người dám ra tay đánh ta, người đúng là to gan. Triệu thanh thanh mỉm cười lắc đầu, trịnh tiên sinh, người nói vậy là ngậm máu phun người. Cái tát kia là tự người đánh mình, người đừng đổ oan cho người khác chứ làm sao ta có thể đánh ta được chứ nam nhân mặc âu phục đen hiển nhiên không tin rõ ràng là ngươi đánh ta triệu thanh thanh giải thích vừa rồi ta ngồi khoanh tay ta đánh ngươi như thế nào nam nhân mặc âu phục đen hơi choáng váng nhưng vẫn không tin là mình tự đánh mình ông ta quay đầu nhìn xung quanh nhìn thấy hạ thiên đang nằm nghiêng trên ghế salon vẫn nộ quát là do ngươi đánh Hạ Thiên đang gặm một quả táo, nghe nam nhân mặc âu phục đen quát mình, hắn cũng chẳng thèm để ý đến. Trịnh tiên sinh, ta khuyên ngươi đừng nên chiêu chọc sư phụ của ta. Triệu Thanh Thanh mỉm cười nói, nếu hắn ra tay, ngươi đã chết sớm rồi, không còn ngồi trong văn phòng này nữa đâu. Sư phụ ngươi, nam nhân mặc âu phục đen cười lạnh một tiếng, giống như nắm được thóp của Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh, ngươi quả nhiên chẳng phải mặt hàng tốt. Người xem thiên đạo tổ như nhà của mình, lại dám mang người ngoài vào cao ốc thiên đạo. Điều này rõ ràng trái với hiệp nghị bảo mật, ta phải báo cáo lên cấp trên. Ngu ngốc, Hạ Thiên tức giận đáp lại một câu, xem như nhà của mình. Ta nói nơi này là nhà của đồ đệ ngoan ta, ai dám có ý kiến. Người còn dám mắng người. Nam nhân mặc âu phục đen tức đến muốn nổ phổi, thiên đạo tổ từ trên xuống dưới đều nhầm vào ông ta thì cũng thôi đi, ngay cả một người ngoài cũng dám bất kính với ông ta nữa, người có biết ta là ai hay không? Không biết, mà ta cũng chẳng hứng thú muốn biết. Hạ thiên nhếch miệng, còn nữa, ta cho ngươi ba giây để lăn ra ngoài. Nếu không, ta sẽ đánh ngươi. Nam nhân mặc âu phục đen giận quá hóa cười, chỉ vào hạ thiên rồi chỉ vào triệu thanh thanh tốt, quả nhiên rất tốt. Các ngươi coi thiên đạo tổ như nhà của mình, hành động một cách tùy ý, muốn làm gì thì làm lần này để ta bắt được, các người chờ đó, ta sẽ báo cáo lên cấp trên. Nói xong, ông ta móc điện thoại ra làm bộ như muốn gọi. Ta thấy người đừng nên chuốc khổ vào mình như thế. Triệu Thanh Thanh không biết nên ứng đối với loại người đầu óc chậm chạp ngớ ngẩn này như thế nào, nhìn người có chút đáng thương, ta cũng nên nói một số chuyện cho người biết. Đầu tiên, thiên đạo tổ trước giờ không tồn tại hiệp nghị bảo mật. Thứ hai, ta là tổ trưởng, Ta muốn dẫn ai vào thì dẫn người đó vào. Bất kỳ người nào cũng không thể xen vào. Cuối cùng, Thiên đạo tổ vốn là do sư phụ ta thành lập cho những bà vợ của hắn. Hắn nói nhà của hắn cũng đâu thành vấn đề. Nói bậy, nam nhân mặc Âu phục đen đối với lời nói của Triệu Thanh Thanh nửa chữ cũng không tin, vẫn làm bộ gọi điện thoại như cũ các ngươi chờ đó cho ta. Bây giờ ta gọi điện thoại, sau đó đuổi các ngươi ra khỏi Thiên đạo tổ triệu thanh thanh mỉm cười vậy ngươi gọi đi a à, nam nhân mặc âu phục đen còn chưa gọi xong người đã bị hạ thiên ném qua cửa sổ lão ra hộ vệ mở to mắt hắn ta trừng mắt nhìn hạ thiên một cái sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu cứu người hạ thiên ôm lấy triệu thanh thanh lười biếng nói thanh thanh nha đầu về sau ngươi không cần khách sáo với loại người ngu ngốc như thế cứ ném thẳng ra ngoài không được thì đánh một trận còn không được nữa thì cứ trực tiếp xử lý. Ta biết rồi." Triệu Thanh Thanh gật đầu, nhưng nàng biết những gì mà Hạ Thiên nói chỉ thích hợp với bản thân hắn. Nếu người khác dựa theo lời của hắn mà xử lý, khả năng rất lớn sẽ xảy ra tình trạng phản tác dụng. Nhưng nàng vẫn rất thích nghe theo Hạ Thiên, phiền phức cái gì, về sau giải quyết là được, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này mà khiến Hạ Thiên không vui. Triệu Thanh Thanh chợt nhớ đến chuyện chính, vội nói với Hạ Thiên, "Sư phụ Ban đầu có một số việc ta không muốn làm phiền ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã đến, vậy ta nói với ngươi luôn. Hạ Thiên thản nhiên đáp, có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng, giữa chúng ta còn cần khách sáo nữa sao? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ha ha, sư phụ ngươi thật tốt. Triệu Thanh Thanh ôm cổ Hạ Thiên, cho hắn một cái hôn thật sâu. Hạ Thiên sao có thể dễ dàng buông tha nàng, vội vàng đáp lại. Sư phụ đừng nóng vội đêm nay chúng ta còn nhiều thời gian mà triệu thanh thanh vẫn còn lý trí hiện tại chúng ta nên đi kiểm tra tình huống trong tổ đi mặc dù hạ thiên vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng cũng không cưỡng ép thuận theo triệu thanh thanh mặc dù không có gì đẹp hết nhưng nếu ngươi đã bảo đi xem ta cũng phải đi xem một chút triệu thanh thanh ôm cánh tay hạ thiên mừng rỡ kéo hắn ra khỏi văn phòng tiến vào trong thang máy Trịnh Văn Lân ngoài mặt là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Lân, nhưng trên thực tế, ông ta chính là gia tộc găng tay trắng có uy tín lâu năm ở Kinh Thành, cũng tính là có chút thủ đoạn. Sau khi tiến vào thang máy, Triệu Thanh Thanh chủ động nhắc đến nam nhân mặc Âu phục đen, nhưng phương diện mà ông ta tiếp xúc vẫn còn thấp, cũng không biết sự tồn tại của thiên đạo tổ, cho nên ông ta mới làm mấy chuyện ngu xuẩn này. Thực chất, những gia tộc có uy tín lâu năm càng ngày càng kiêng kỵ thiên đạo tổ, thỉnh thoảng còn thực hiện một số hành động muốn thăm dò chúng ta. Chúng ta không cần quan tâm đám ngu ngốc đó. Hạ Thiên Hờ hững nói, nếu bọn họ dám đến đây gây phiền phức cho chúng ta, chúng ta cứ trực tiếp nhổ tận gốc bọn họ. Triệu Thanh Thanh cười nói, nếu để Triệu Hiểu chắc nghe được lời ngươi nói, đoán chừng hắn ta sẽ đau đầu cả nửa ngày. Hạ Thiên nhếch miệng, liên quan gì đến hắn ta chứ? Gần đây, hắn ta đang mưu đồ một số chuyện với viên thế hoàng viên gia. Cho nên, hắn ta và những gia tộc khác đã đạt thành thế cân bằng không xâm phạm lẫn nhau. Triệu Thanh Thanh giải thích, sư phụ, nếu ngươi ra tay, đoán chừng sẽ đảo loạn kế hoạch của hắn ta. Kế hoạch gì chứ? Hạ Thiên khinh thường, người không có thực lực mới lập kế hoạch này kế hoạch nọ, chỉ tổ lãng phí thời gian. Triệu Thanh Thanh cười ha hả, sư phụ, người nói vậy cũng không đúng. Dù sao, người có thể nói mấy lời này cũng chỉ có ngươi. Đối phó với đám gia hỏa kia, tu vi bây giờ của ngươi đã đủ. Hạ thiên lười biếng đáp. Triệu thanh thanh mỉm cười, chuyển đề tài về chuyện vừa rồi, tiếp tục giải thích nguyên nhân cho hạ thiên biết. Sư phụ, người cũng biết mấy năm trước thiên đạo tổ đã bắt đầu điều tra những sự kiện siêu tự nhiên trong nước, còn có một số thế lực dĩ năng. Khoảng một tháng trước, các tổ viên phát hiện được một loại thuốc rất kỳ lạ đang được lưu truyền trong giới phú nhị đại, khiến ba người tử vong không bình thường. Nguyên nhân cái chết đều do liệt tim. Trải qua quá trình điều tra, chúng ta phát hiện được số thuốc đó phát ra từ tay con trai Trịnh Vân Lân. Cho nên ta mới ra lệnh cho thiên đạo tổ bắt người. Lúc này, thang máy đã đi xuống tầng 5 dưới đất. Sau khi mở cửa, xuất hiện trước mặt là một cabin trong suốt và một hành lang kéo dài. Không ít thành viên thiên đạo tổ mặc trang phục bảo hộ đi lại bên trong, nơi này là địa bàn của tiểu tổ nghiên cứu khoa học của thiên đạo tổ chuyên nghiên cứu những vật ly kỳ cổ quái những tu tiên giả hoặc dị năng giả bị bắt trước kia đều được đưa đến đây để nghiên cứu triệu thanh thanh giới thiệu với hạ thiên sau đó dẫn hắn bước vào hai người bọn họ không cần tiêu độc cũng không cần mặc đồ phòng hộ hạ thiên chỉ biết thành viên thiên đạo tổ giải quyết hậu quả xong cho hắn sẽ trực tiếp mang người được hắn xử lý đi về phần mang đi đâu, hắn thật sự không biết. Đương nhiên hắn cũng không quan tâm điều này. Sau khi chúng ta bắt người, còn chưa kịp thẩm vấn đã xảy ra một vấn đề lớn. Triệu Thanh Thanh dẫn Hạ Thiên đi sâu vào trong hành lang, người trong tổ ứng phó không được, cho nên ta muốn mời sư phụ ngươi ra tay hỗ trợ. Cuối hành lang bỗng nhiên truyền đến từng tiếng chu khiến người ta sợ hãi, giống như có vô số quái vật gào thét từ dưới vực sâu, lại giống như oan hồn khóc lóc đau khổ dưới địa ngục, khiến người nghe không rét mà run. Huống chi còn có tầng tầng hắc khí cuồn cuộn tuôn ra từ nơi đó, gào thét đánh tới Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết tập 140.